chương 51 Dịch hình phù Sau khi Minh Lưu Sa, Tây Ngọc cùng với Hạ Nhĩ rời đi, sáu người còn lại đều ở lại khách điếm vừa làm việc riêng vừa đợi bí cảnh mở ra. Bởi vì Quy Tông Thành là thành của phù tu, kiếm tu không có nhiều nên mấy kiếm tu trong đoàn người không có chỗ để luyện kiếm. Cuối cùng Lữ Cửu dứt khoát mời ba người từ Trình Ngọc ra hậu viện của khách điếm để sửa kiếm thuật cho mình. Nói là sửa kiếm thuật còn không bằng nói là giao lưu. Lữ Cửu là một kiếm tu ba không, xuất thân từ một nơi thâm sơn cùng cốc, không sư phụ, không tông môn, không tài nguyên, có thể đi đến được hiện tại kiếm thuật của nàng không thể nói là tốt nhưng chắc chắn là thực dụng nhất. Mỗi chiêu đều rất nhanh, mỗi chiêu đều là sát chiêu lấy mạng. Nếu không ra được sát chiêu trong tích tắc thì người chết chính là nàng có đôi khi lữ cửu ra chiêu mà ngay đến từ trinh ngọc đều phải tiếp chiêu cẩn thận. bọn họ là thân truyền đệ tử ngô kiếm phái trên người lúc nào cũng có các loại pháp bảo, không cần lo lắng chuyện sinh tử nên có vài chiêu thức nhìn thì đẹp nhưng không quá thực dụng khi chiến đấu. đang nhìn gì đó, diệp tố vào phòng du phục thời khó có dịp thấy được hắn đang không ngủ mà ngược lại đang đứng ở bên cửa sổ, nàng cũng bước tới nhìn theo tầm mắt của tiểu sư đệ. Ở dưới khoảnh sân trong hậu viện, Lữ Cửu liên tục huy kiếm, tay phải bổ kiếm về phía mã tòng thu nhưng ngay sau đó lại lập tức buông tay, kiếm rơi xuống được tay trái của nàng bắt lấy, vùng về phía trước, kề sát cổ mã tòng thu. Mã tòng thu cả kinh, theo bản năng lui về sau một bước. Sư đệ, đệ thua rồi. Từ trình ngọc đứng bên cạnh nói bọn họ không sử dụng linh lực mà chỉ đơn thuần là so kiếm chiêu nên hiển nhiên lữ cửu có ưu thế hơn. Người có thể thắng nàng ta hay không? Dù phục thời quay đầu hỏi Diệp Tố. Diệp Tố cười nói, có thể. Muốn thắng lữ cửu quá đơn giản, những chiêu số mà đại tông môn đệ tử có thể chưa thấy qua nhưng đối với Diệp Tố mà nói căn bản là vô dụng. Không cần biết là thủ đoạn bỉ ổi hay chiêu thức chính phái, với nàng mà nói mục tiêu cuối cùng chính là chiến thắng nên loại nào nàng cũng sẽ suy xét. Nhìn kiếm chiêu vừa rồi của Lữ Cửu, Diệp Tố đã nghĩ ra được phương án đối phó, thậm chí tiếp theo Lữ Cửu sẽ ra kiếm chiêu gì nàng cũng có dự đoán ở trong lòng. Hai người đứng song song bên cửa sổ nhìn bốn vị kiếm tu bên dưới giao lưu kiếm chiêu, Từ Trình Ngọc cảm giác được có ánh mắt đang nhìn nên ngẩng đầu nhìn lên, sau đó cũng nở nụ cười với hai người bọn họ. Diệp Tố gật đầu với Từ Trình Ngọc, sau đó Từ Trình Ngọc xoay người tiếp tục giảng giải chiêu thức cho Lữ Cửu cùng Mã Tòng Thu. Trên này Diệp Tố bỗng nói với người bên cạnh, ta không quan tâm để có thân phận gì nhưng hành sự tốt nhất phải biết khắc chế. Cả ngày chỉ biết ngủ không chịu tu luyện, không ai có thể vô duyên vô cớ mà tăng cảnh giới cả. Và lại họ cũng không có tiền cắn đan dược, làm sao chỉ có thể trong mấy ngày đã lên tới kim đan ký. Đừng giả bộ không nghe thấy. Diệp Tố quay đầu nhìn Du Phục Thời, hiện giờ đệ là đệ tử Thiên Cơ môn, nhất cử nhất động cũng chính là đang đại biểu Thiên Cơ môn của chúng ta. Nó tự mình muốn tiến giai. Du Phục Thời chống khuỷu tay dựa vào bệ cửa sổ, thanh âm lười biếng nói, quản không được. Khóe môi đại sư tỷ giật giật, mười phần cạn lời với vị tiểu sư đệ này. Diệp Tố tới phòng hắn vốn dĩ là có chính sự muốn nói, nàng lấy ra hai tờ giấy được xé ra từ tàn quyển phù thư nói với du phục thời. Ta sẽ vào đây một đoạn thời gian, hoang thành bí cảnh chậm nhất tháng sau sẽ mở rồi. Trong khoảng thời gian này nếu Hoàng Nhị Tiền có cho người đưa Linh Thạch tới thì đệ cứ nhận trước. Mười ngày, du phục thời duỗi tay kéo kéo ống tay áo, lộ ra vụ sát hoa trên cổ tay. Phẩm dai cho vụ sát hoa. Diệp Tố nói, thực ra nàng từ lâu trước kia đã nghĩ đến chuyện này vụ sát hoa có thể hù được tân thẩm chi đã hợp thể kỳ thì có thể thấy được khí chàng lúc xuất kích có thể dọa được đối phương nhưng lực công kích lại không đủ mạnh. Rốt cuộc lúc trước luyện chế nó thì Diệp Tố chỉ mới trúc cơ, hiện giờ nàng đã lên kim đan kỳ, nếu bỏ ra thêm một ít công sức nữa hẳn là sẽ có thể tăng phẩm dai cho vụ sát hoa. Lần thứ ba tiến vào hắc ám giới, Diệp Tố liền phóng xuất ra linh lực ở đầu ngón tay, bắt đầu vẽ phù chú dựa theo phù chú đồ xuất hiện ở vị trí thứ ba khi nàng tiến vào hắc ám giới lần đầu tiên. Vì để hoàn thành phù chú chỉ trong một nét bút, Diệp Tố cần ổn định linh lực phát ra lúc nào cũng phải đều nhau. Kết quả của vô số lần thất bại trong hắc ám giới đó chính là Diệp Tố thao tác linh lực mỗi lúc một thuần thục hơn. Mãi cho đến khi phù chú đồ thứ ba được vẽ hoàn thành thì quả nhiên trong bóng đêm lại một lần nữa sáng lên, chiếu dọi bức tường thứ hai. Bức tường này nằm sát bên bức tường đầu tiên nơi các phù chú đều đã ảm đạm xuống. Diệp Tố đã có kinh nghiệm nên liền lập tức bước đến trước bức tường ánh sáng. Bức tường này cũng giống với bức tường đầu tiên, trên tường có rất nhiều phù chú đồ. Nàng thử vòng ra sau bức tường xem thử thì thấy phía sau chẳng có gì cả. Dịch hình phù. Dịch Tố ngửa đầu nhìn phù chú đồ thứ nhất, trong lòng lập tức nổi lên hứng thú, nàng duỗi tay nhấn mở. Dịch hình phù, khả năng che mắt tùy thuộc vào cảnh giới của phù sư, có thể biến được thành bất kỳ ai, một lá có thể biến đổi thành một người. Khả năng che mắt tùy thuộc vào ảnh giới của phù sư, ý nghĩa là diệp tố kim đan kỳ vẽ ra phù chú này thì sẽ chỉ hữu hiệu đối với tu sĩ đối kim đan kỳ trở xuống. Về sau khi cảnh giới càng tăng cao thì phạm sáu sử dụng của phù chú này sẽ càng được mở rộng. Diệp Tố đứng trước bức tường ánh sáng bắt đầu vẽ phù không ngừng thẳng cho đến khi phù chú đồ cuối cùng trên bức tường ảm đạm xuống lúc này nàng mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, trong đầu vừa nghĩ ra ngoài thì ngay lập tức liền trở lại trong phòng. Ngươi tỉnh, dù phục thời ngồi cạnh bàn đối diện với Diệp Tố, ném túi linh thạch trong tay cho nàng, hoàng nhị tiền cho người đưa linh thạch tới. Diệp Tố dỗi tay chụp lấy, đứng dậy khỏi giường, ta nhập định mấy ngày rồi. Không biết, dù phục thời gỡ vụ sát hoa trên tay xuống, đưa tới trước mặt Diệp Tố, nghiêm túc nói, "Sửa nó." Diệp Tố nhận lấy bỏ vào túi càn khôn, thuận tiện lấy ra bút mực, đứng ở trước bàn, dẫn khí nhập bút, ngưng thần tĩnh tâm vẽ một đạo phù chú lên nhập bút, ngưng thần tĩnh tâm vẽ một đạo phù chú lên giấy vàng. Sau khi vẽ xong nàng dán lên người mình, trong đầu suy nghĩ một chút sau đó diện mạo của cả người liền xảy ra biến hóa. Dù phục thời từ đầu đến cuối không có bất luận phản ứng gì khiến Diệp Tố hoài nghi phù chú mà bản thân vẽ không có hiệu quả. Sau đó nàng cố ý đi đến trước gương, rõ ràng trong gương là một gương mặt hoàn toàn khác. Diệp Tố quay đầu nhìn về phía tiểu sư đệ, cảnh giới của đệ lại tăng nữa rồi sao? Dù phục thời lắc đầu, hỏi một câu thì đã ba câu không biết, hỏi nữa thì hắn chỉ trả lời muốn đi ngủ. Diệp Tố cũng không ôm kỳ vọng gì đối với tiểu sư đệ, nàng mở cửa phòng đi ra ngoài tìm lữ cửu ở phòng bên cạnh mã đạo hữu vừa hay ta đang định tìm ngươi lữ cửu không có ở trong phòng mà là từ thang lầu đi lên tới vừa lúc đụng phải diệp tố kiếm chiêu hôm qua của ngươi ta đã nghĩ ra được cách để hóa giải rồi ta nhìn rất giống mã tòng thu sao diệp tố nói nghe thấy thanh âm lữ cửu nghi hoặc khó hiểu diệp tố Dịch hình phù chỉ có thể biến ảo được vẻ ngoài nhưng không thể thay đổi được thanh âm. Lúc này, Mã Tổng Thu cùng Chu Vân, từ Trình Ngọc cùng nhau từ trên lầu đi xuống, vừa vặn cũng nhìn thấy bộ dáng sau khi dùng dịch hình phù của Diệp Tố. Chu Vân theo bản năng quay đầu nhìn Mã Tổng Thu đang đứng sau lưng mình, nàng căn bản không phân biệt được hai người Mã Tổng Thu này có chỗ nào bất đồng. Người là ai? Mã Tổng Thu trực tiếp sững sờ, nhìn chằm chằm mặt Diệp Tố hỏi, kiếm trong tay đã xuất khỏi vỏ một tấc. Từ Trình Ngọc ấn tay hắn xuống, nhìn Mã Tổng Thu, dưới lầu hỏi, Diệp Tố. Ban đầu khi nhìn thoáng qua hắn cũng tưởng trước mắt là Mã Tổng Thu thật, nhưng sau đó dùng thần thức tra xét thì liền nhận ra được người đó là Diệp Tố. Là phù chú ta mới học, dùng thử xem thế nào. Diệp Tố lên tiếng, lúc này Chu Vân cùng Mã Tổng Thu đứng trên cầu thang mới nhận ra tới. Lữ Cửu đứng bên cạnh liền lộ ra ánh mắt như người thôn quê mới lên thành lớn, lần đầu tiên ta thấy phù chú lợi hại thế này đấy. Diệp Tố, đây cũng là phù chú mà cô học được từ mấy quyển phù thư sơ cấp đó sao? Vậy tính ra mấy quyển đó cũng không tồi nhỉ, không tệ như mấy phù tu lúc trước đã nói. Xác thật là không tôi. Diệp Tố không định nói chuyện tàn quyển phù thư với người khác nên những phù chú mới mà nàng học được nàng đều nói là học từ những quyển phù thư sơ cấp đấu giá lúc trước nên lần này lữ cửu cũng tự nhiên mà nghĩ rằng đây là phù chú mới nàng học được từ mấy quyển đó. Diệp Tố xé lá phù xuống lộ ra bộ dáng nguyên bản của bản thân. Lá phù trong tay nàng nháy mắt hóa thành cho phiêu tán trong không trung. Hoàng thành bí cảnh mấy ngày nay đã ẩn ẩn có động tĩnh chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ mở ra từ trình ngọc nói diệp tố cô cùng du công tử cũng chuẩn bị sẵn sàng đi ta đã biết hiện giờ đã gần ngày hoang thành bí cảnh mở ra diệp tố không định lại tiến vào hắc ám giới nữa tính toán trước tiên sẽ tăng phẩm giai cho vụ sát hoa sau đó vẽ thêm chút phù chú học được nhiều phù chú mới như vậy nàng có thể vẽ được thật nhiều để mọi người phòng thân ngũ hành tông hoang thành bí cảnh tuy rằng vào mời chết chín nhưng bên trong có pháp bảo vô số liên liên lần này con cùng hoài an vào đó cũng coi như có thêm phần bảo đảm tông chủ ngũ hành tông liên tề giữa mày có một vết sẹo dọc sâu tận tình khuyên bảo hoài an dã tâm không lớn lại còn rất tốt với con con coi trọng pháp bảo nào cứ trực tiếp nói với nó là được cha muốn con đi cọ cơ duyên của đệ ấy mấy ngón tay sơn màu đỏ chót của liên liên không ngừng quấn lấy đuôi tóc trên vai nàng chán trường buông mấy lọn tóc ra, tự diễu nói, con muốn cái gì thì sẽ tự mình giành lấy. Liên Tề rất không tán đồng nhìn nữ nhi của mình. Liên Liên, đừng có nói mấy lời giận lẫy đó. Cảnh giới kim đan kỳ hiện giờ của con cũng là do ta dùng đan dược mới ép lên được. Hoài An với con đều là thân truyền đệ tử ngũ hành tông, của nó cũng chính là của con mà. Con mệt rồi, về trước đây. Liên Liên mặt vô biểu tình đứng dậy rời đi liên tề ở phía sau cả giận nói với theo lần này con nhất định phải đi nếu không phải thực lực của con không đủ thì ta hà tất muốn hoài an dẫn con đi liên liên bước nhanh ra cửa điện trước sau không hề quay đầu lại sư tỳ trình hoài an ngồi trên bậc thềm ngoài điện thấy liên liên ra tới thì liền đứng dậy hô một tiếng liên liên không để ý tới hắn đi thẳng về viện của mình trình hoài an yên lặng đi theo ở phía sau về đến viện, liên liên liền ngồi phịch xuống trước bàn bạch ngọc, nàng vươn bàn tay, nhìn màu sơn đỏ trên móng tay đã có chút phai màu nên chùi đi hết màu sơn trên 10 đầu móng, lấy ra hộp sơn mới, bắt đầu tô lại một lần nữa. Liên liên cầm cây cọ lông sói nhỏ chấm vào nước sơn đỏ, muốn tô móng lại một lần nữa, nhưng tay nàng lại run rẩy không kiềm được, nước sơn đỏ bắn lên ngón tay trắng nõn của nàng sau đó chảy xuống, cực kỳ giống với máu tươi trong nháy mắt đó liên liên nhìn chầm chầm bàn tay của mình sắc mặt trở nên trắng bệch hô hấp cũng rối loạn thậm chí cả thân thể cũng bắt đầu run lên sư tỷ để đệ làm cho trình hoài an đứng ở sau lưng nàng nói xong thì đi đến phía bàn đối diện ngồi xuống nắm lấy bàn tay của liên liên hắn lấy khăn ra lau đi vệt đỏ trên ngón tay nàng sau đó cầm lấy cọ lông sói bắt đầu chậm rãi tô từng ngón tư thái của hắn rất thành thạo Phạm Phất như đã từng làm rất nhiều lần. Trình Hoài An rũ mắt nói: "Sư tỷ, nếu tỷ không muốn cọ cơ duyên của ta thì cũng có thể đi rồi tự mình nâng cao cảnh giới, hoàn thành bí cảnh thật sự là một cơ hội tốt. đệ có gặp qua phù sư độ kiếp kỳ chưa?" Liên Liên đột nhiên hỏi, trong giọng nói mang theo sự bén nhón không thể xem nhẹ. Chưa từng. Trình Hoài An chậm rãi nói. Nhưng rồi nhất định sẽ có phù sư có thể trở thành đại năng độ kiếp kỳ, có lẽ người này sẽ là tỷ, là ta, hoặc là một phù tu nào đó trong tương lai. Ngây thơ, Liên Liên châm chọc cười, trước kia không có đại năng độ kiếp kỳ, tương lai cũng sẽ không có, cho nên mọi người trong tu chân giới đều khinh thường phù tu chúng ta. Trình Hoài An ngước mắt lên, bình tĩnh hỏi, nhưng tỷ cũng đã đi học kiếm, kết quả thì sao? liên liên bỗng chốc giật tay lại, lăn. Thực xin lỗi, Trình Hoài An hít sâu một hơi, đứng dậy rời đi, đệ chưa bao giờ cảm thấy phù tu kém cạnh bất kỳ một tu sĩ nào, trước kia sư tỷ cũng chưa bao giờ nghĩ như vậy. Đi đến trước cửa viện, hắn dừng lại một chút, liên liên, hoang thành bí cảnh, đệ chờ tỷ. Chương 52 Mê tâm phi trùng Hoang thành bí cảnh sắp mở ra, Vô số tu sĩ từ khắp các nơi của phù thế đại lục đổ về, một lòng muốn mạo hiểm mong tìm được pháp bảo, bí kiếp hoặc những đồ vật quý hiếm để gia tăng cảnh giới. Huynh có nghe nói gì chưa, Băng Dương bí cảnh ở phía Tây đột nhiên mở ra trước thời hạn, ngay ngày hôm qua đã mở ra. Băng Dương bí cảnh? Ai, sớm biết vậy ta đã chạy tới đó rồi. Ta thì ngược lại, ta thấy hoang thành bí cảnh không tồi tuy rằng vào 10 chết 9 nhưng có áp chế đối với cảnh giới, chỉ có tu sĩ Kim Đan Kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ mới có thể tiến vào. Đúng vậy, băng dương bí cảnh không có áp chế cảnh giới, đại lão hợp thể kỳ cũng có thể vào được, đã sớm trở thành nơi thí luyện chuyên trúc của đệ tử Côn Luân Phái và Vạn Phật Tông. Mấy tiểu tông tiểu môn như chúng ta có đi vào đi nữa sợ là ngay cả một ngụm canh cũng không hút được. Sáng sớm ngày hôm nay dưới lầu khách điếm liền náo nhiệt hẳn lên, ngay cả ở dãy khách phòng phía sau cũng có thể nghe thấy được âm thanh nghị luận ồn ào của các tu sĩ. Diệp Tố xuống lầu gọi một bình trà, ngồi trong một góc nghe bọn họ nói chuyện. Băng Dương bí cảnh, xác thật gần như có thể coi là nơi thí luyện của đệ tử các đại tông phái. Trong nguyên tắc, Ninh Thiển Giao cùng Lục Hàn Trầm sẽ ở trong bí cảnh này một lần nữa tương ngộ. Diệp Tố biết rõ Băng Dương bí cảnh khi nào sẽ mở ra, nhưng nàng không hề nói chuyện này với bất kỳ ai. Một là vì lần này băng dương bí cảnh sẽ mở ra rất đột nhiên, ngay cả Côn Luân phái cũng có chút trở tay không kịp, phải nhờ đến các trưởng lão ngay tại chỗ bày ra truyền tống trận để cho Lục Trầm Hàn cùng các đệ tử nội môn khác tiến vào. Hai là Diệp Tố không muốn đi vào cùng một bí cảnh với bọn họ, băng dương và Hoang Thành đều là bí cảnh, thậm chí thiên tài địa bảo bên Hoang Thành còn phong phú hơn, chẳng qua tất nhiên độ nguy hiểm cũng sẽ cao hơn. Nàng không để bụng tu chân giới không mạo hiểm làm sao chiếm được thứ tốt. Tu sĩ giống Diệp Tố không để ý nguy hiểm cũng có không ít, tất cả đều là vì nhìn chúng tiềm lực gặp được kỳ ngộ của hoang thành bí cảnh. Sau khi ở lầu một nghe bát quái cả nửa ngày Diệp Tố mới trở về phòng, mấy ngày nay nàng ngoại trừ vẽ phù thì chính là luyện chế vụ sát hoa. Nếu muốn tiến giai pháp khí thì luyện khí sư phải thêm tài liệu vào đó nhưng đồng thời cũng không được phá hủy hình dáng và hiệu quả vốn có của pháp khí. Đây là việc rất hao tâm tổn sức nên rất nhiều luyện khí sư thà là luyện chế một pháp khí mới chứ không chọn tăng phẩm giai cho pháp khí. Thế nhưng Diệp Tố nàng sợ gì chứ chưa bao giờ sợ phiền toái, nàng mân mê mày mò mất mấy ngày cuối cùng chọn ra được một tài liệu thích hợp xích kim thạch. Nàng định sẽ luyện hóa nó rồi cho vào vụ sát hoa để giúp vụ sát hoa tiến giai. Cho đến thời điểm hiện tại thì huyền âm huyết của tiểu sư muội có thể xem như là thứ chân quý nhất của tu chân giới. Không cần biết tài liệu có thuộc tính gì, chỉ cần nhỏ vài giọt máu của nàng ta vào khi luyện hóa thì liền có thể tăng lên phẩm giai của pháp khí, giống như một cái máy gian lận vậy. Một tay Diệp Tố triệu hồi ra linh hỏa luyện chế xích kim thạch, một tay khác khống chế vụ sát hoa, sau đó nàng điều khiển xích kim thạch đã được luyện hóa tốt từ từ dung nhập vào vụ sát hoa. Xích kim thạch sau khi được linh hỏa luyện hóa qua thì biến thành sương mù trong suốt, Diệp Tố dùng linh lực lôi cả đám sương mù đó cho vào vụ sát hoa, không để lọt một tia nào. Bất quá đến bước này giữa chán nàng đã toát ra một tầng mồ hôi mịn, nhưng hai tay nàng vẫn như cũ vững vàng, không hề có ý định dừng lại giữa chừng. Chờ đến khi quanh thân vụ sát hoa hiện lên một đạo ánh sáng chói lóa thì lúc này Diệp Tố biết pháp khí đã tiến dai thành công, nàng móc ngón tay lại, thu vụ sát hoa về. Đây chỉ mới là lần tiến dai đầu tiên, tiến dài càng nhiều lần thì những lần về sau sẽ càng khó. Phần lớn pháp khí chỉ có thể lên đến được đại thừa. Có muốn tiến dài thêm nữa thì không chỉ là cực khó mà cũng không quá đáng giá để làm thế. Diệp Tố Từ Trình Ngọc đứng bên ngoài phòng gõ cửa nói, chúng ta phải đi rồi. Diệp Tố phất tay cởi bỏ kết giới, nhanh chóng thu hết tất cả phù chú trên bàn vào túi cản khôn sau đó chạy ra mở cửa. Hoang thành bí cảnh đã mở rồi sao? Từ Trình Ngọc gật đầu, phần lớn tu sĩ trong khách điếm đã chạy đến đó. Diệp Tố nhìn thoáng ra phía sau hắn, Chu Vân, Mã Tổng Thu còn có Lữ Cửu đều đã sẵn sàng. Đợi ta một chút, Diệp Tố nhanh chân đi đến phòng du phục thời, đẩy cửa ra, kéo tiểu sư đệ đang còn ngủ trèo queo ngồi dậy, đi thôi. Trước khi du phục thời mở miệng nàng liền chủ động mang vụ sát hoa lên cổ tay hắn, vị tiểu sư đệ nào đó chỉ lo xem vụ sát hoa phiên bản lấp lánh chiếu chiếu, nên không có nửa điểm oán giận nào. Diệp Tố dẫn theo du phục thời đuổi kịp mấy người từ Trình Ngọc, đoàn người nhanh chóng chạy tới hoang thành bí cảnh. Ở lối vào hoang thành bí cảnh đứng đầy các tu sĩ, không ngừng có người tiến vào trong. Từ Trình Ngọc thu kiếm, quay đầu lại nhìn mọi người, chúng ta đi vào cùng nhau. Lối vào không nhỏ, Mọi người đi song song với nhau cũng dư giả. Sau khi Diệp Tố lấy phù chú ra khỏi túi càn khôn chia cho mọi người, lúc này đoàn người mới bắt đầu tiến vào hoang thành bí cảnh. Trong nháy mắt bước vào hoang thành bí cảnh, Diệp Tố có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể có cảm giác xé rách, cảm giác hoàn toàn khác so với những lần tiến vào những tiểu bí cảnh trước đó. Chân vừa mới rơi xuống đất, bên tai nàng liền truyền đến một tiếng tiếng hô diệp tố lui về sau một bước đồng thời kéo du phục thời né sang một bên phi kính giáp lập tức được nàng ném ra lúc này kiếm của từ trình ngọc cũng xuất ra khỏi vỏ nhất kiếm với kiếm ý sắc bén chém rơi đầu yêu thú tập kích bọn họ đầu của yêu thú rơi xuống đất lăn vài vòng vừa lúc dừng ngay bên chân diệp tố nàng cúi đầu nhìn thử xem đây là yêu thú gì bát mục cầu trên đầu nó sẽ có tổng cộng 8 con mắt, mỗi lần tăng lên cảnh giới thì sẽ có thể mở ra một con mắt. Con bát mục cầu này đã mở ra được 3 mắt, tương đương với trình độ của tu sĩ Kim Đan hậu kỳ. Chỉ mới tiến vào bí cảnh mà đã có yêu thú cấp bậc thế này trực chờ phục kích, có thể đoán được sắp tới quãng đường tầm bảo trong hoang thành bí cảnh sẽ có bao nhiêu gian nan. Mọi người cẩn thận một chút. Từ Trình Ngọc xoay người nói, hắn khom người lấy đi yêu đan của bát mục cầu, phần còn lại để cho Diệp Tố. Đây là giao kèo của bọn họ trước khi đi vào bí cảnh. Ai giết chết yêu thú thì người đó sẽ lấy yêu đan, các bộ phận còn lại thì toàn bộ đưa cho Diệp Tố. Kế tiếp từ Trình Ngọc luôn đi đằng trước nhất, Chu Vân cùng Mã Tòng Thu mỗi người đứng ở một bên trái phải, còn Lữ Cửu đứng ở vị trí cuối cùng của đội ngũ. Bốn người ăn ý vây Diệp Tố và du phục thời ở trung gian hoang thành bí cảnh cũng như tên bên trong có vô số tòa phế thành sát khí ngất trời thế nên tu sĩ đã bước vào không có mấy người có thể trở ra nhưng một khi tu sĩ có thể thành công ra ngoài thì đều có thu hoạch phong phú tòa hoang thành phía trước đã từng có đệ tử ngô kiếm phái đi vào bên trong đã không còn đồ vật gì từ trình ngọc nói nếu muốn tìm được thứ tốt chúng ta nên đi về phía tây bên đó trước giờ có ít tu sĩ đi qua những bí cảnh có lịch sử tồn tại từ xa xưa như thế này thì sau khi các đệ tử của các đại tông môn ra tới sẽ ghi chép lại những tình huống đã phát sinh bên trong, không ngừng tập hợp, lưu truyền đến tay các thế hệ đệ tử tiếp theo. Vì sao phía tây ít có người đi qua? Diệp Tố đứng ở phía sau hắn hỏi. Ban đầu có tu sĩ ở phía nam phát hiện ra pháp bảo, mang ra khỏi bí cảnh khiến cho tu chân giới oanh động. Chờ đến lần mở ra tiếp theo của hoang thành bí cảnh thì vô số tu sĩ liền điên cuồng chạy đến phía nam Sau đó lại có nhiều người khác đi qua phía đông cùng phía bắc, đều thu hoạch được pha phong Từ Trình Ngọc giải thích, chỉ có phía tây có một tòa thành quá khó thông qua, biệt danh vào 10 chết 9, Chín, chính là truyền ra từ đó Vậy chúng ta qua đó thôi, Diệp Tố không chút do dự nói Từ Trình Ngọc cười cười, ta cũng đang có ý này Mặc dù là vào 10 chết 9 nhưng số lượng tu sĩ hướng về tòa thành phía Tây cũng không ít. Dọc theo đường đi có không ít yêu thú cùng các loại trận pháp tùy thời kích phát, thế nên đã đào thải một lượng tu sĩ không nhỏ, chờ đến khi đến được tòa thành phía Tây thì số lượng tu sĩ chỉ còn chưa đến một nửa. Trên người Lữ Cửu cùng Mã Tổng Thu đều có bị thương, hai người này kiếm chiêu đều là đi theo hướng hung liệt tàn nhẫn, đặc biệt là sau khi quậy với nhau mấy ngày ở khách điếm thì như tìm được chi kỷ, hận không thể kết bái làm tỷ đệ ngay tại chỗ. Một đường chém quái đến nơi, chém đến vui sướng tràn trề. Hoang thành, Diệp Tố ngửa đầu nhìn tường thành cao vút phải đến cả năm trượng, trên cổng thành có khắc hai chữ, nàng đọc ra tiếng. Mặc dù tòa thành này đã đứng đây trải qua bao mưa gió nhưng chỉ đứng từ dưới nhìn lên vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cổ áp bách nặng nề, Xuyên qua cửa thành dày nặng liền có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng của thời huy hoàng cường thịnh năm xưa. Không biết là đại năng nào thế nhưng lại có thể nhét vô số tòa thành vào bí cảnh thế này, kinh ngạc nhất chính là quy mô khổng lồ như thế nhưng nơi này chỉ là bí cảnh mà không phải là động phủ hay nơi truyền thừa. Mọi người gọi đây là hoang thành bí cảnh vì hai nguyên nhân. Chu Vân ở bên cạnh tích cực giải thích, thứ nhất là vì trong bí cảnh có vô số hoang thành Thứ hai đó là bởi vì tòa thành này có tên là Hoang Thành, đồng thời cũng gọi là Sát Nhân Thành. Đúng lúc này, phía sau bọn họ truyền đến một tiếng cười nhạo. Các ngươi tới chơi xuân sao? Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy liên liên một thân hồng y đang đứng cạnh Trình Hoài An mặc một thân đạo bào xám của ngũ hành tông. Chu Vân nhìn thấy liên liên, tức khắc liên không cao hứng, liên quan gì đến cô? Đúng là không liên quan gì đến chúng ta. Một bàn tay của Liên Liên cuốn lấy đuôi tóc của mình, bất quá trong hoang thành, trận pháp phù chú rất nhiều, các ngươi tự tin bản thân có thể bình an trở ra sao? Trận pháp phù chú? Diệp Tố rũ mắt che giấu đi hứng thú, vậy thì nàng càng muốn vào xem một chút. Nhất kiếm phá vạn vật. Từ Trình Ngọc đáp lời, hai vị cũng có thể đi theo ở phía sau nhìn xem. So với Liên Liên thì Trình Hoài An bình tĩnh hơn, bí cảnh lần này vô cùng nguy hiểm. Các vị nhất định cũng không muốn cuối cùng lại bị lưu lại đây, nếu có cơ hội có thể hợp tác, Ngũ Hành Tông chúng ta nhất định nguyện ý. Khi hắn nói ra những lời này liên liên đứng bên cạnh sắc mặt rất khó xem, nhưng nàng vẫn nhẫn nại không phản bác, chỉ là nghiêng đầu sang một bên không để ý tới Trình Hoài An. Đại môn của Hoang Thành mở ra, Diệp Tố đi theo sau từ Trình Ngọc tiến vào, bên cạnh nàng chính là Du Phục thời, tinh thần của hắn hôm nay không tệ, không có gật gù buồn ngủ vừa bước vào cửa thì diệp tố liền ngửi thấy một cổ mùi bùn tanh tưởi còn chưa kịp đánh giá xung quanh thì trước mắt đột nhiên dâng lên một làn xương trắng dày đặc chờ sau khi xương trắng tan đi thì trước mắt nàng xuất hiện một người giống bản thân như đúc diệp tố tức khắc nhớ mày người đối diện cũng nhớ mày giống nàng chẳng qua đối phương lại bắt đầu nói chuyện thiên cơ môn nhất định sẽ bị diệt môn diệp tố ở đối diện nói ngươi không muốn giết dịch huyền ngăn cản chuyện sẽ phát sinh trong tương lai sao nếu muốn giết hắn diệp tố không kiên nhẫn nghe nàng ta nói hết nàng lấy ra một sấp dịch hình phù từ túi cản khôn rút ra một tờ dán lên người mình tướng mạo của nàng ngay lập tức hóa thành từ trình ngọc diệp tố đối diện cũng lập tức biến thành từ trình ngọc sau đó diệp tố lại dán một lá dịch hình phù khác biến thành bộ dáng của lữ cửu này vẫn còn chưa xong Diệp tố cái gì không nhiều nhưng phù thì nàng không thiếu, nàng không nói lời nào, từng lá từng lá phù không ngừng dán lên, từ người nàng quen biết đến cả người chỉ gặp trên đường nàng cũng biến qua một lượt. Người đối diện cũng chỉ đành phải theo nàng biến hóa không ngừng. Hình như đối phương chỉ có thể biến thành người thôi nhỉ. Diệp tố suy tư một lúc, sau đó cầm lấy một lá dịch hình phù dán bẹp lên chán của bản thân. Trong nháy mắt nàng từ người biến thành một cây cột. Cây cột cũng xuất hiện ở đối diện. Diệp tố nhìn cây cột đối diện trong lòng thầm than, vậy mà cũng biến thành được. Nàng tự hồ rất có hứng thú với chuyện này. Sau khi dùng hết dịch hình phù trong túi thì nàng dứt khoát ngồi xuống, dẫn khí nhập bút, vẽ thêm dịch hình phù tại chỗ. Những thứ mà nàng biến ảo về sau càng lúc càng thái quá hiện tại đã đến tiết mục biến thành những tài liệu yêu thú Diệp Tố đọc được trong sách nàng thèm muốn đã lâu nhưng chưa từng chính mắt gặp qua biến ảo của đối phương rất chân thật nên Diệp Tố không ngừng dán dịch hình phù lên người giở trò với đối diện cảm thụ niềm vui có được những tài liệu quý đối phương bị bắt không ngừng phải biến ảo ra đủ thứ loạn thất bát tao cuối cùng nứt ra rồi là thật sự nứt ra theo nghĩa đen Diệp Tố tận mắt nhìn thấy đối phương phân thành hai nửa, lộ ra bộ dáng nguyên bản, là một con mê tâm phi trùng, bởi vì phải biến ra quá nhiều thứ lung tung rối loạn nên tâm cảnh đã bị tổn thương nghiêm trọng, tự sát. Tác giả có lời muốn nói. Mê tâm phi trùng đối diện, có thể để cho tôi yên tĩnh làm người hay không? Chương 53. Vực sâu vô tận. Bản thể của mê tâm phi trùng là một con phi trùng nửa trong suốt không có lực công kích, đuôi của nó sẽ tản ra một loại chất lỏng có mùi bùn tanh nhẹ có thể mê hoặc nhân tâm. Tu sĩ chúng phải loại chất lỏng này sẽ nhìn thấy một tướng mạo giả của bản thân cùng với tâm cảnh, sau đó sẽ bị mê hoặc tâm thần. Một khi tu sĩ bị mê hoặc, xa vào ảo cảnh mà nó thiết hạ thì mê tâm phi trùng sẽ lấy thân thể của tu sĩ làm chất dinh dưỡng, sinh ra vô số ấu trùng. Loại phi trùng nửa trong suốt này tuy không có lực công kích nhưng chỉ cần có tu sĩ tâm đạo không vững mà gặp phải chúng nó thì sẽ cực kỳ dễ xuất hiện vấn đề. Tương truyền, vào thời kỳ ở trước thần vẫn kỳ, các đại tông môn thích dùng mê tâm phi trùng để thí luyện đệ tử, cách một đoạn thời gian sẽ tiến hành thí luyện một lần, nếu có đệ tử nào không thể thông qua thì sẽ bị bỏ mặc để mê tâm phi trùng rút hết chất dinh dưỡng đến chết. Con Mê Tâm Phi trùng đối diện với Diệp Tố cả đời này chưa bao giờ trải qua chuyện đáng sợ như vậy, nó chưa bao giờ trong một thời gian ngắn mà phải biến ra nhiều tu sĩ cùng với những thứ lung tung rối loạn nhiều không đếm xuể như thế. Đến cuối cùng, chất lòng mê huyễn ở đuôi của Mê Tâm Phi trùng cạn kiệt, không có cách nào khác ngoài tự sát để kết thúc quá trình biến hình địa ngục này, trực tiếp vỡ ra trước mặt Diệp Tố. Trong nháy mắt nó vỡ ra thì Diệp Tố liền tỉnh lại khỏi ảo cảnh nàng quay đầu nhìn chung quanh thì phát hiện bọn họ vẫn còn đang đứng trong thông đạo đi vào hoang thành trước mặt mỗi người đều có một con mê tâm phi trùng nửa trong suốt đang bay lơ lửng chỉ có duy nhất du phục thời đang đứng ở bên cạnh thưởng thức vụ sát hoa trên cổ tay du phục thời ngước mắt nhìn diệp tố hắn phảng phất chỉ là đến để du xuân hoàn toàn không có bất luận cảm giác nguy cơ nào phải đi sao trước phải đợi thêm một chút Diệp Tố vừa mới nói xong thì Trình Hoài An và Từ Trình Ngọc cũng vừa tỉnh táo lại. Hai người một người đầu ngón tay câu động linh khí vẽ một lá phù trong khoảng không trước mặt. Người còn lại tuốt kiếm ra khỏi vỏ nữa tắc. Trong nháy mắt hai con mê tâm phi trùng trước mặt liền bị giết chết. Ngại quá, nhờ huynh tránh qua một chút. Diệp Tố nói với Trình Hoài An xong liền vội vàng tiến lên, lấy ra một cái bình không từ trong túi cản khôn, thu thập chất lỏng mê huyễn ở đuôi của mê tâm phi trùng. Chờ đến khi nàng lấy xong đứng dậy thì những người khác cũng lần lượt thanh tỉnh lại, Liên Liên là người tỉnh lại sau cùng và cũng là người có sắc mặt khó xem nhất trong mấy người bọn họ. Mã Tổng Thu giúp đỡ Diệp Tố, hắn dùng kiếm bức ra dung dịch mê huyễn từ mấy con mê tâm phi trùng nằm la liệt trên mặt đất, ngưng tụ đến trong bình trên tay nàng. Thứ này cũng có thể dùng để luyện khí sao? Đúng vậy, có thể dùng trên tiểu pháp khí, cũng có thể làm thành mê hương. Diệp Tố giải thích. Hai người ngũ hành tông cũng không tiếp tục đi về phía trước mà vẫn đứng ở gần đó. Liên liền nhìn chằm chằm đạo bào trên người Diệp Tố, nàng tự hồ nhớ tới cái gì, thiên cơ môn. Cô là một luyện khí sư. Diệp Tố vừa lúc thu thập xong chất lòng mê huyễn từ con mê tâm phi trùng cuối cùng, sau khi đóng lại nắp bình nàng đáp. Đúng vậy, nếu đạo hữu có nhu cầu luyện chế pháp khí thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tới thiên cơ môn chúng ta một luyện khí sư, lại không phải kiếm tu, chạy tới hoang thành bí cảnh làm cái gì? Liên liên chào phúng, chê mệnh mình dài quá sao? Kiếm tu có thể vào vì sao luyện khí sư không thể vào? Diệp Tố nói, huống hồ chưa bao giờ nghe nói tu chân giới có quy định là luyện khí sư không thể tiến vào bí ảnh. Trên mặt liên liên liền hiện lên vẻ châm biếm, đúng là không có nhưng bất quả luyện khí sư các ngươi trừ bỏ có thể luyện chế pháp khí thì còn có thể làm cái gì chứ? gặp phải yêu thú cũng chỉ có một đường chạy trốn. Đạo hữu lời này sai rồi. Diệp Tố nghiêm túc nói, luyện khí sư có thể luyện chế ra pháp khí với lực sát thương cực đại, cũng có thể luyện chế pháp khí hộ thân, chỉ cần pháp khí đủ nhiều, đủ mạnh, tất nhiên sẽ có thể đối phó yêu thú. Kiếm tu và luyện khí bất quá chỉ là hai con đường tu luyện khác nhau của tu chân giới mà thôi. Thần sắc liên liên biến hóa mấy lần, cuối cùng cười lạnh, lừa mình dối người. Thôi đi, Chu Vân nhịn không được nói, liên liên cô là ong vàng hả? Cả ngày chỉ biết châm chích người khác. Mã Tổng Thu đứng bên cạnh nghe thấy vậy nhất thời khống chế không được, vừa tưởng tượng liên liên là con ong liền bật cười. Liên liên cả giận, ta sẽ chống mắt lên xem cô sẽ đối phó yêu thú như thế nào. Hai đội người men theo thông đạo hoang thành tiếp tục đi về phía trước, mọi người mặt ngoài vân đạm phong khinh nhưng kỳ thật trong lòng lại đang cảnh giác đến mức cao nhất, bọn họ chỉ mới vào thông đạo mà đã gặp phải mê tâm phi trùng thì có thể thấy được phía sau càng không dễ dàng đi vào. Cô đừng để ý mấy lời của Liên Liên. Chu Vân đi đến bên người Diệp Tố, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy nàng ấy nhiều năm trước đầu óc đã không tốt rồi, cả ngày nói chuyện châm chọc người thì chớ, còn thích Lục Trầm Hàn. Cô trước kia không phải cũng thích Lục Trầm Hàn sao? Diệp Tố nhớ rõ Mã Tổng Thu có nói qua. Chu Vân, chuyện xưa từ thuở nào rồi, và lại khi đó kiến thức của ta còn quá nông cạn, không thể trách ta được. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua du phục thời đang đi bên tay phải Diệp Tố, cảm thấy bản thân trước đó quả thật là ếch ngồi đáy giếng. Từ những ngày đầu Chu Vân liền phát hiện ra nhóm đệ tử của Thiên Cơ Môn đều có tướng mạo xuất sắc, dáng người chắc tuyệt, Minh Lưu Sa khi không mở miệng chính là thanh niên tuấn Mỹ điển hình. Tây Ngọc Cô Nương cũng có một bộ mắt ngọc mày ngài. Hạ Nhĩ cũng mang khí chất của thiếu niên trong sáng. Còn Du Phục Thời cùng với Dịch Huyền đang ở ngô kiếm phái thì khỏi phải nói. Người qua đường nhìn lướt qua thôi cũng có thể nhìn đến đâm tường. Ngay cả Diệp Tố cũng có một khuôn mặt thanh sơ cao đạm. Tướng mạo này vốn dĩ sẽ không có gì quá nổi bật nhưng vô luận là ai gặp nàng lần đầu tiên đều sẽ nhớ kỹ đôi mắt trầm ổn thấu triệt của nàng. Thật ra trước kia ta và nàng ấy là bằng hữu. Chu Vân nhìn Liên Liên đi đằng trước, tiếp tục nói với Diệp Tố, nhưng sau lại Liên Liên cứ mãi lười biếng, không chịu tu phù đạo, còn thường xuyên dựa vào cắn đan dược để tăng cảnh giới, thế nên quan hệ của chúng ta càng ngày càng kém. Truyền thống chủ lưu của tu chân giới chính là phải dựa vào bản thân tu luyện. Nếu tiến giai chỉ dựa hoàn toàn vào đan dược thì khi gặp phải tu sĩ hoặc yêu thú cùng cấp bậc thì chỉ có một con đường chết. Cộng với tu sĩ ỉ lại đan dược thì cuối cùng khó có thể lên được đại thừa kỳ. Đang nói chuyện thì mặt đất dưới chân họ đột nhiên sụp xuống. Tất cả rơi xuống với tốc độ cực nhanh, phảng phất như bên dưới có một cái vực sâu vô hạn cắn nút hết bọn họ. Mấy vị kiếm tu theo bản năng, không hẹn đều cùng rút kiếm ra, muốn ngự kiếm bay lên trên nhưng kết quả lại phát hiện ra bay cỡ nào cũng không thể đi lên, tựa hồ mặt đất phía trên cũng đang mọc cao lên. Vực sâu vô tận, mã tổng thu nhìn khắp nơi xung quanh, trưởng lão rõ ràng nói là phải đi vào sâu bên trong thành mới gặp được cửa ải này, sao chúng ta vừa bước vào liền đụng phải rồi. Các ngươi không biết hoang thành là một tòa thành sống sao? Trình Hoài An giơ ngón tay ra vẽ phù trận nhằm hoãn lại tốc độ rơi của bản thân, các cơ quan trận pháp trong thành cách một đoạn thời gian sẽ có di động. Vực sâu vô tận là cái gì? Diệp Tố điều chỉnh tư thế rơi xuống của bản thân, thuận tiện kéo lại tiểu sư đệ đang chuẩn bị nằm xuống, sau đó quay đầu hỏi Từ Trình Ngọc ở gần đó. Ý chỉ một cái vực sâu vô cùng vô tận, mặc dù là ngự kiếm cũng không có cách nào bay lên được. Từ Trình Ngọc giải thích không ai biết được phía dưới vực sâu là cái gì, tu sĩ chạy thoát thì chưa từng xuống đây, tu sĩ từng rơi xuống đây thì chưa một ai tồn tại ra tới. Lữ Cửu kinh ngạc, một khi đã như vậy, vì sao các ngươi lại biết được tình huống của vực sâu vô tận? Có đệ tử trước khi chết đưa tin cho đồng môn cũng vào bí cảnh nhưng không ở Hoang Thành. Từ Trình Ngọc nói, loại chuyện này phát sinh khá nhiều nên mọi người cũng có thể biết được một chút tình huống trong vực sâu vô tận sẽ có một loại thạch rực con rơi bằng đá không ngừng tấn công tu sĩ chu vân nắm kiếm nói mọi người đều phải cẩn thận nếu không ai có thể tồn tại ra ngoài ngươi cho rằng chúng ta có thể ra ngoài sao liên liên suy một tiếng nói ánh mắt chu vân nhìn liên liên lộ ra thất vọng thử hết sức cho dù có thất bại thì so với buông xuôi vẫn tốt hơn nhiều tùy cô sau khi rơi xuống một lúc lâu cái gì cũng không có phát sinh, mọi người đều rơi đến chết lặng. Cứ như vậy rơi xuống mãi thì chúng ta không phải bị thạch rực cắn chết mà là hao hết tích cốc đan mà đói chết. Mã Tổng thu hữu khí vô lực nói. Người vẫn luôn rơi xuống thì ngũ cảm sẽ bắt đầu tê liệt dần, sẽ cảm thấy đặc biệt mỏi mệt. Diệp Tố, cô đang làm gì vậy? Từ Trình Ngọc đột nhiên hỏi. Mọi người đồng loạt nhìn sang Diệp Tố, không biết từ khi nào nàng đã lấy ra một tấm da cứ như vậy rơi xuống mãi sẽ rất mệt mỏi nên ta chuẩn bị một chút đồ vật động tác tay của diệp tố liên tục không ngừng nàng lấy ra tấm da của bát mục cầu gặp phải lúc vừa vào bí cảnh cùng một ít tài liệu khác nàng định làm một cái dù cỡ lớn để tiện cho việc rơi xuống bất quá nàng là luyện khí sư tất nhiên không thể chỉ làm đồ vật chay mà nàng còn muốn thêm một ít tính năng khác biến nó thành pháp khí là một luyện khí sư nghèo rớt mồng tơi, tài liệu của Diệp Tố cũng không có nhiều, chỉ có thể tận dụng tất cả mọi thứ có trong túi cản khôn của nàng mà thôi. Phi kính giáp là một pháp khí phòng thân không tồi, bất quá thứ này là của toàn gia anh, nàng không thể cải tiến nó nên nàng lắp nó thẳng vào mặt trong của dù, chỉ cần dùng linh lực đánh vào chốt mở thì sẽ liền có thể hình thành kết giới, chống lại công kích từ bên ngoài. Thế là một đám kiếm tu, một đám phù tu cộng thêm một tên yêu nghiệt giống như du khách tới đạp thanh vây quanh Diệp Tố xem nàng luyện khí. Luyện khí sư của Thiên Cơ Môn cũng thú vị đấy. Trình Hoài An chân dẫm lên trận pháp phù chú tới gần Liên Liên, thấp giọng nói. Liên Liên suy một tiếng nhưng ánh mắt lại dừng trên người Diệp Tố thật lâu, nhìn Linh Hỏa trong tay nàng mà không cách nào rời đi tầm mắt. Lại qua không biết bao lâu, Đám người từ Trình Ngọc vô số lần thử ngự kiếm bay lên nhưng vẫn như cũ không thể bay lên được. Bên này Diệp Tố rốt cuộc luyện chế pháp khí hoàn tất, nàng ném cây dù cao khoảng nửa người lên cao. Cây dù này trong nháy mắt liền căng ra, biến thành một cái dù cực lớn, phía dưới có một cái giỏ ước chừng có thể chứa được 10 người. Đi vào, Diệp Tố mở cửa chiếc giỏ, lại móc ra một ghế gấp nhỏ trong túi cản khôn đưa cho tiểu sư đệ, có thể ngồi. Dù phục thời không nghĩ ngợi gì thêm mà tiếp nhận ngay kiến nghị của phàm nhân này. Thứ này, mã tổng thu điều khiển thân kiếm, trôi lại gần dù lớn, trợn mắt há mồm hỏi, ta có thể vào không? Ngự kiếm thời gian dài quá mệt mỏi, còn không ngự kiếm cứ vậy mà tùy ý rơi xuống cũng không phải là ý hay. Tất cả đều có thể vào. Diệp Tố vừa nói xong thì ba người ngô kiếm phái cộng thêm lữ cửu liền sôi nổi tiến vào trong giỏ dù hai vị có muốn vào đây nghỉ ngơi hay không? Diệp Tố hỏi Trình Hoài An cùng liên liên, không đắt, một vị một vạn trung phẩm linh thạch mà thôi. Được, Trình Hoài An lập tức đáp ứng, liên liên còn muốn nói gì đó nhưng đã bị hắn kéo vào trong dù. Diệp Tố là người cuối cùng bước vào, đóng lại cửa giỏ, ngay sau đó nàng ngửa đầu kích phát vòng phòng hộ của phi kính giáp, toàn bộ dù bay lượn cỡ lớn liền được kết giới bao lấy. Từ Trình Ngọc rất là chấn động, hắn chưa bao giờ gặp qua pháp khí nào kỳ quái thế này theo bản năng hỏi diệp tố pháp khí này của cô gọi là gì tương lạc sơn diệp tố buột miệng thốt ra sao tương lạc sơn mang theo người rơi núi từ trình ngọc lẩm bẩm lặp lại một lần tương lạc sơn tên hay diệp tố không biết khi nào mới có thể rơi tới đáy của vô tận vực sâu thế nhưng chuyện này cũng không trở ngại việc nàng tiếp tục kiếm tiền nàng lại lấy ra mấy khối gỗ lớn từ trong túi cản khôn. Đây vốn là nàng chuẩn bị để du phục thời có thể tùy thời luyện tập. Nhưng tiểu sư đệ quá lười, cộng thêm hắn đã đưa ra từ Lê Anh Mộc nên nàng liền mở một mắt nhắm một mắt cho hắn lười biếng. Nhưng mấy khối gỗ này vẫn còn nằm lại trong túi. Ghế gấp nhỏ, một vạn trung phẩm linh thạch một cái. Diệp Tố dành ra nửa canh giờ liền có thể khắc ra một cái ghế gấp, để bản thân ngồi xuống một cái, sau đó bắt đầu ra giá ngay tại chỗ. Diệp đạo hữu, ghế gấp của của cô làm ra cũng không phải dễ dàng, ta trả hai vạn. Từ Trình Ngọc thấy ánh mắt của Diệp Tố liền tức khắc độn giá ảo ảo cho hai người ngũ hành tông nhìn xem. Chúng ta mua, Trình Hoài An nói, thỉnh Diệp đạo hữu trước làm hai cái. Diệp Tố thuận cả hai tay, nàng lại là luyện khí sư, thao tác linh lực một chút liền có thể dễ dàng khắc mấy khối gỗ ra hình ra dáng không bao lâu sau dưới mông mỗi người trong giỏ dù đều có một cái ghế gấp nhỏ, chỉ thiếu hai cái bàn nhỏ nữa là có thể mở tiệc trà rồi. Từ trình ngọc ngồi không bao lâu liền chủ động đứng lên, tuy có kết giới phòng hộ nhưng chúng ta cũng cần thay phiên tuần tra. Trình Hoài An đứng dậy, nếu Diệp Đạo Hữu đồng ý, ta có thể khắc một phù trận bên trong giỏ. Mời! Diệp Tố tất nhiên đồng ý, nàng cũng muốn nhìn một chút đệ tử chân chính của ngũ hành tông vẽ phù như thế nào. chương 54 Xú Phu Xung quanh vực sâu vô tận là nham thạch đen tuyền, nhóm người cứ một mực rơi xuống mãi nhưng vẫn không nhìn thấy đáy. Bọn họ ở đây đã mất đi cảm giác về thời gian, nhưng vẫn như cũ cảnh giác cao độ trước bất kỳ nguy hiểm không rõ có thể ập từ xó nào ra tới. Sau khi được Diệp Tố đồng ý, Trình Hoài An liền vẽ phù trận xung quanh giỏ dù. Ngón trỏ của một bàn tay hắn dựng lên triệu hồi linh lực vẽ một đường dọc cũng một đường ngang sau đó thu ngón tay lại. Ngón cái cùng ngón út đồng thời vẽ xuống hình thành phù trưởng. Cuối cùng lấy ba ngón tay trung gian quyệt ba đường ngang như phong ấn linh lực vào đó. Đồng thời, một bàn tay khác vẽ một vòng tròn ở phía trước, lại vẽ thêm vài vết nghiêng nghiêng. Cuối cùng Trình Hoài An chụp hai tay lại ngay sau đó một đạo phù chú phiếm xanh nhạt liền xuất hiện giữa không trung. Đạo phù chú bay đến trước vòng tròn kim sắc được vẽ lúc nãy, khảm vào các vệt nghiêng nghiêng, hoàn mỹ đối xứng. Màu xanh nhạt dần men theo các vệt nghiêng nhuộm vòng tròn kim sắc bên ngoài cũng thành màu xanh. Lúc này tay phải của Trình Hoài An đẩy về phía trước một cái, phù trận liền khắc lên dây dù, trong nháy mắt biến mất không thấy nữa. Không cần lá phù, chỉ dùng linh lực liền có thể họa ra phù trận. Đây là việc mà chỉ có phù tu nguyên anh kỳ trở lên mới có thể làm. Diệp Tố vẫn như cũ cần phải dùng đến giấy vàng cùng chu sa, bất quá nàng đã ghi nhớ được động tác của Trình Hoài An. Đây là chu võng phù. Trình Hoài An vẽ phù trận lên hết tất cả dây dù thì quay đầu giải thích. Nếu có thạch rực xuất hiện trong vòng 100 mét thì ta sẽ có thể phát hiện ra ngay. Phù trận cũng đã vẽ tốt, còn có từ Trình Ngọc đứng ở đằng kia canh gác, đột nhiên mọi người lại lâm vào trạng thái ăn không ngồi rồi. Diệp Tố ngồi trên ghế gấp cúi đầu chuyên tâm tiếp tục tạc khắc mấy khối gỗ, cuối cùng ghép chúng lại tạo ra được một cái bàn dài. Du phục thời ngồi bên cạnh nàng, cực kỳ tự nhiên lấy ra từ túi cản khôn của Diệp Tố một hộp đồ ăn lớn, đặt lên trên bàn. Cũng không biết đây là tật xấu gì của tiểu sư đệ, bên hông rõ ràng có đeo túi cản khôn mới toanh nàng mới đền hắn hôm trước. Vậy mà nếu không phải bất khả kháng hắn sẽ nhất quyết không dùng, cả ngày cứ nhét đồ vật của bản thân vào túi cản khôn của nàng. Bất quá đồ vật của Diệp Tố cũng không nhiều, sau nhiều lần hắn cứ nhét đồ vào thì nàng dứt khoát chưa ra một vị trí chuyên dành cho du phục thời chứa đồ của hắn. Liên liên ngồi ở đối diện, thấy du phục thời lấy ra hộp đồ ăn to tướng nàng tức khắc liền cạn lời. Đồ án khắc trên hộp đúng là của một tử lâu chuyên bán linh tử và điểm tâm trong quy tông thành. Giá cả xa xỉ, tuy nhiên mấu chốt không phải ở đây mà là trong hoàn cảnh như thế này. Bọn họ không những làm ra bàn ghế để ngồi xuống mà thậm chí còn có người lấy ra rượu và thức ăn. Dù phục thời mở hộp ra, hương thơm của rượu và thức ăn lập tức phiêu tán ra xung quanh. Hắn hào phóng đẩy hộp đồ ăn đến trước mặt Diệp Tố. Diệp Tố trợn tròn mắt nhìn hộp đồ ăn, nàng thường không để ý du phục thời thả đồ gì vào trong túi cản khôn của nàng. Nhưng nàng nhớ rõ trong tay tiểu sư đệ không có một viên linh thạch nào. Bất quá hiện tại trong giỏ dù còn có người ngoài nên nàng không tiện hỏi nhiều. Đồ ăn trong hộp thức ăn của du phục thời thậm chí còn có chút nóng hôi hổi. Diệp Tố cầm hộp thức ăn lên ngắm nghía một chút, phát hiện phía trong của nắp hộp có dán một tờ nhiệt ôn phù, có thể giúp linh tửu và điểm tâm trong hộp duy trì độ ấm như khi vừa mới được bỏ vào hộp. Phù này lúc trước trong hắc ám giới nàng đã nhìn thấy qua ở trên mặt tường đầu tiên, không thể không nói nó rất thích hợp để dùng trên hộp đồ ăn. Du phục thời rũ mắt cầm lấy bầu rượu, rót linh tửu vào trong ly, vừa mới nâng ly chuẩn bị uống thì lại bị diệp tố tịch thu mất. Điểm tâm có thể ăn nhưng rượu không thể uống. Diệp Tố cường ngạnh nói tình huống hắn uống say lần trước vẫn còn rõ ràng trước mắt nàng đây. Dù phục thời trơ mắt nhìn phàm nhân này đoạt mất linh tử của hắn, hắn nhìn chằm chằm ly rượu trên tay nàng, nhưng rượu cũng đã rót ra ly rồi. Ừ, Diệp Tố bỗng nhiên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu. Dù phục thời nhíu mày, rõ ràng là ngươi muốn uống. Ta không có hứng thú với rượu. Diệp Tố đặt ly lên bàn nói. Liên Liên ở đối diện nghẹn một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được chỉ vào hộp đồ ăn trên bàn, mấy thứ này có bán không? Ra cái giá đi. Không bán, của hắn. Diệp Tố nói thẳng. Vì thế một bàn người ngồi đó nhìn Du Phục thời ăn điểm tâm. Nếu đổi thành một người bình thường thì hẳn ít nhiều sẽ ngượng ngùng, thế nhưng vị này vốn dĩ chưa bao giờ để ý ánh mắt của bất luận kẻ nào, hắn ngồi trên ghế gấp nhỏ sống lưng rõ ràng thẳng tắp nhưng lại trước sau vẫn có một tia lười nhác. Hắn chậm gì gì ăn điểm tâm, ngẫu nhiên còn đẩy dĩa sang bên Diệp Tố, ý bảo nàng ăn. Tự mình ăn đi. Diệp Tố đẩy trở về. Lúc này Trình Hoài An đột nhiên đứng dậy, phù trận trên mấy giây dù cũng sáng lên, có cái gì đang tới đây. Mọi người đều đứng lên, ngoại trừ du phục thời. Đó là cái gì? Mã tổng thu tựa hồ có thể thấy loáng thoáng một bóng đen đang xông về phía bọn họ bên này. Từ trình Ngọc Phóng thần thức ra xem xét là thạch rực. Trong thời gian chỉ nói mấy câu như vậy, bóng đen đó đã xuất hiện trước mắt mọi người. Thứ đó tựa như một khối đá lớn đang phiêu đẳng giữa không trung, Nhưng tập trung nhìn lại sẽ thấy khối đá. Đó thật ra là do rất nhiều thạch rực tụng lại mà thành. Mấy con thạch rực đó bay về phía bọn họ nhưng lại bị vòng phòng hộ của phi kính giáp ngăn trở. Tuy nhiên thạch rực lại kết bè kết đội, tạo thành từng khối, từng khối đá, đâm sầm vào vòng phòng hộ muốn đâm vỡ nó. Mỗi lần bị chúng đụng phải tương lạc sơn liền lung lay ngả nghiêng. Diệp tố ngửa đầu nhìn phi kính giáp, đây là pháp khí hộ thân của toàn gia anh, có thể ngăn cản được công kích của Nguyên Anh Kỳ, nhưng ở đây đám thạch rực này không ngừng va chạm, thậm chí có một lượng lớn thạch dược còn há mồm cắn xé kết giới. Kết giới đã có dấu hiệu sắp bị mở ra. Cứ như vậy sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Nàng cẩn thận hồi tưởng lại mấy trăm phù chú bản thân đã học trong hắc ám giới, từ trong số đó chọn ra mấy loại có thể tăng cường phòng hộ kết giới, sau đó liền lấy ra bút, chu sa và giấy vàng, bắt đầu vẽ phù. Liên liên ngay lập tức chú ý đến Diệp Tố lấy ra ba thứ đồ vật đó, tư thế này quá mức quen mắt, nhưng cũng không nghĩ xa thêm vì thân phận luyện khí sư cùng biểu hiện châu bò lúc trước của Diệp Tố đã ấn tượng khắc sâu vào trong đầu nàng. Huống hồ, tu sĩ đứng đắn tài giỏi ai sẽ làm ra ghế bàn linh tinh vậy chứ? Diệp Tố cúi đầu tận dụng thời gian vẽ phù, những phù chú này đã quá quen thuộc với nàng, nàng đã vẽ chúng không biết bao nhiêu lần trong hắc ám giới. Trong giỏ, Trình Hoài An và Liên Liên là hai người hiểu biết nhất về phù chú, bọn họ đứng bên cạnh nhìn Diệp Tố vẽ từng tờ, từng tờ phù chú mà sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng là chết lặng. Người không phải là luyện khí sư thiên cơ môn sao? Liên liên nhịn không được hỏi. Đúng vậy, Diệp Tố vừa lúc vẽ xong một lá phù, chân thành nói, thuận tiện kiêm nhiệm thêm phù tu mà thôi. Liên liên, kiêm nhiệm mà thôi. Phù tu dễ làm như vậy sao? lúc trước ở ghế lô mua đi mấy quyển sơ cấp phù thư chính là cô trình hoài an rốt cuộc nghĩ ra tới hắn vẫn luôn cho rằng người đó là du phục thời dù sao thiên cơ môn vẫn là một môn phái luyện khí chính là ta diệp tố lại rút ra một tờ giấy vàng nữa phù chú là ta tự học vẽ không được tốt lắm trình hoài an cùng liên liên lại một lần nữa trầm mặc từ việc diệp tố mua sơ cấp phù thư về xem nói lên được nàng rõ ràng là một tay mới vậy mà lại có thể vẽ được lưu sướng như thế, từ đầu đến cuối không có một lá phù hỏng nào. Nếu đệ tử nào đó của ngũ hành tông có thiên phú được đến trình độ thế này thì sớm đã trở thành trọng tâm nội môn đệ tử rồi. Phù chú sau khi được vẽ tốt thì toàn bộ bị diệp tố dán ở bốn góc, trong tay nàng vẫn còn một sấp phù chú nữa. Ta đi ra ngoài gặp chúng nó. Từ trình ngọc đứng cách thạch dược gần nhất rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Từ huynh, từ từ đã. Diệp Tố bước tới, nhìn chằm chằm Thạch Dực hồi lâu, cuối cùng hỏi, mọi người có biết nhược điểm của Thạch Dực không? Thạch Dực tụ lại ở bên nhau giống như một khối đá, sau khi bị đánh tan chúng sẽ tiếp tục một lần nữa tụ lại, cứ không ngừng như thế. Từ Trình Ngọc nói, các trưởng lão suy đoán thân thể của Thạch Dực hẳn là tương đối cứng rắn. Bất quá Từ Trình Ngọc tin tưởng kiếm của bản thân có thể chém vỡ được chúng một khi đã như vậy, chúng ta trước thử dùng phù chú xem sao. Diệp Tố đem sắp phù chú trong tay cho vào súng phun phù, nàng hé kết giới ra một chút, nhân lúc khối đá, lùi về phía sau thì ấn cò súng, một chồng phù chú toàn bộ bắn ra dán lên người của thạch rực, trong đó có một con thạch rực tách đàn muốn xông vào trong kết giới nhưng đã bị nàng nhanh tay ném phù chặn lại, sau đó nàng liền một lần nữa khép kết giới lại. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Trình Hoài An và Liên Liên đứng gần khối đá, thấy được rõ ràng một chuyện. Miệng của thạch dực đều chậm rãi ngậm lại, lực công kích của chúng cũng chậm rãi giảm xuống. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì du phục thời vốn đang ăn điểm tâm lại bỗng nhiên buông đũa, đậy kỹ hộp đồ ăn rồi đứng dậy bỏ hộp đồ ăn vào túi cản khôn bên hông diệp tố. Không bao lâu sau, hiệu quả của phù dần dần lan rộng, thậm chí thẩm thấu vào trong kết giới. Uè, mã tổng thu không bận tâm hình tượng gì nữa, đứng ở trong giò nôn một tiếng vang rồi, ngay cả nước mắt cũng chảy ra, mùi gì thế này? Thì ra thạch rực thối vậy sao? Cũng chưa từng nghe qua thạch rực có mùi hương nồng nàn đến thế nha. Từ Trình Ngọc và mấy người lữ cửu cũng không hẹn đều vươn tay lên che lại mũi của mình. Có thể thấy được mùi vị này có bao nhiêu khó ngửi. Càng không cần nói tới đám thạch rực bên ngoài bị diệp tố bắn phù rán lên không trượt phát nào thậm chí có vài con thạch rực bị thối đến ngất đi, rớt khỏi khối đá, mà thạch rực tụ lại tạo thành trước đó. Không phải là mùi của thạch rực. Diệp Tố thong thả nói, là do ta dùng xú phù mà thôi. Cô nói là cái gì phù? Trình Hoài An hỏi, thân là thân truyền đệ tử của ngũ hành tông nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua loại phù chú này. Diệp Tố hơi mỉm cười, xú phù. Liên liên nhíu mày, trên những quyền sơ cấp phù thư mà cô mua được không có số phù. Trình Hoài An đứng bên cạnh nghe vậy, không khỏi nghiêng đầu nhìn nàng. Trước kia đã học qua. Diệp Tố thuận miệng nói. Liên liên nhìn chằm chằm nàng nói, trong danh sách đăng ký của tu chân giới, các phù tông lớn lớn bé bé có tổng cộng một vạn 761 tông phái. Trong đó các môn phái nhỏ đã phế tông hoặc đứng bên bờ vực phế tông đại khái có một vạn, Phù tông chân chính có thể độc lập vận hành không quá 100, ta chưa bao giờ nghe qua một phù tông nào có số phù. Diệp Tố nhướng mày, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao mấy người ngô kiếm phái vẫn luôn cho rằng Liên Liên có thiên phú nhưng lại không chú tâm vào tu luyện, đã hiểu vì sao Chu Vân khi nhắc đến Liên Liên lại luôn mang theo ý tứ hận sắt không thành thép. Có thể hiểu biết về phù tông như thế Quả thật rất khó tin được Liên Liên không chịu tu luyện phù đạo mà chỉ dựa vào cắn đan dược để tiến giai. Diệp Tố không có bỏ lỡ cái liếc mắt vừa rồi của Trình Hoài An, hiển nhiên là hắn cũng không rõ lắm trong sơ cấp phù thư có quyển nào có số phù hay không. Là một chiêu ta học được trong bí cảnh mà thôi. Trên mặt Diệp Tố cũng không hiện chút hoàng loạn nào, tu chân đại đạo có vô số ngã rẽ, chủng loại phù chú cũng vì thế nhiều không đếm xuể liên đạo hữu dám khẳng định bản thân biết hết được tất cả các phù chú đồ sao. Liên liên không trả lời, nàng xác thật không dám khẳng định, huống hồ nàng đã lâu không tu luyện qua phù đạo. Lúc này mấy con thạch rực đã bị thúi đến chóng mặt nhức đầu, những đạo phù dán lên khối đá, tạo thành một cái lưới, bao quanh chúng ở bên trong, tản mát ra một loại mùi thúi không nói nên lời, toàn bộ thạch rực đều ngậm chặt miệng, không dám há mồm cắn kết giới nữa. Thế nhưng mặc dù vậy chúng cũng không muốn từ bỏ công kích. Tuy không ngừng có thạch dực chịu không nổi ngã xuống nhưng đồng thời chúng cũng liên tục ôm đoàn thành một khối đánh vào trên kết giới phòng hộ của bọn họ. Đây thật là giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm mà. Mã Tổng thu bóp mũi nói, thạch dực chúng nó có thể kiên trì, nhưng ta kiên trì không nổi nữa rồi. Chờ một chút, Diệp Tố nhìn những khối đá, bên ngoài, nàng vừa rồi dùng súng phun phù bắn ra phù chú không chỉ có mỗi số phù. Tác giả có lời muốn nói. Diệp tố, tu chân giới tự do, mỗi ngày ta đổi một thao tác khiến mọi người rớt cằm. Chương 55 Phi mã thú Số phù thật ra bản thân nó không phát ra mùi thối mà là lấy phù chú làm trung tâm, văn vẹo linh khí xung quanh nó. Do đó làm cho tu sĩ hoặc yêu thú đứng trong vòng trăm mét rơi vào trạng thái thối, nếu nói về bản chất thì phù chú này thật ra giống với ảo thuật của thuật sư hơn là phù thuật. Chẳng qua thuật sư không cần dùng vật dẫn trung gian như lá phù. Công dụng của phù chú này cũng không kéo dài. Có câu ở lâu nơi có mùi thối, dần sẽ không ngửi thấy thối nữa. Qua một thời gian dài, vô luận là hương vị gì thì tu sĩ hoặc yêu thú đều sẽ quen dần với nó. Nhưng xú phù bất quá là thủ đoạn mà Diệp Tố dùng để che giấu một loại phù chú khác mà thôi. Quả nhiên, rất nhanh có thạch dực phát hiện có điểm gì đó không đúng trên người đồng bạn. Nó chừng mắt rít một tiếng dài, bay đến dùng chi trước xé xú phù. Móc vuốt sắt bén của nó rạch rách xú phù dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt hương vị liền tan đi một ít. Con thạch dực này vỗ cách rít lên một tiếng, phát tín hiệu ra xung quanh. Rất mau những con thạch dực khác cũng bắt đầu tìm kiếm phù chú trên người đồng bạn, học theo con đầu tiên xé rách xù phù mùi thối trong vực sâu vô tận dần dần biến mất. Chu Vân đứng trong giỏ thấy thế nhắc nhở Diệp Tố, xú phù đã mất hiệu lực rồi. Diệp Tố cười nói, bây giờ mới là bắt đầu. Lúc trước khi vẽ phù, nàng đã cố tình dán hai tờ giấy vàng lại với nhau, tầng trên vẽ số phù, tầng dưới vẽ một loại phù chú khác, chỉ cần thạch rực xé tầng phù chú trên thì tầng dưới sẽ được kích phát. Số phù không ngừng bị xé rớt, rốt cuộc có thạch dực phát hiện ra không đúng. Phía dưới của một ít xú phù còn có một tầng phù chú, thậm chí còn tản ra một kết giới nhàn nhạt màu trắng. Tầng kết giới này cũng không quá cứng rắn, hầu như chỉ có thể chống đỡ được tác động của móng vuốt thạch dực lúc nó xé xú phù. Nhưng một khi chúng nó muốn xé luôn cả tầng phù phía dưới thì liền xong đời. Trong sấp xú phù có sáu tờ có che giấu âm bạo phù đột nhiên phát ra âm thanh, công kích thạch dực khiến cho chúng nó mất đi công năng định vị cũng như đảo loạn năng lực nhận biết của chúng những con thạch rực đầu tiên phát hiện ra có phù chú ẩn dấu bị âm thanh trực tiếp tấn công phát ra tiếng thét thê lương phần đầu đột nhiên nổ tung máu văng tứ phía đám thạch rực vốn tụ lại thành một đoàn thể rắn chắc nay lại không ngừng rít lên từng tiếng sắc nhọn chạy trốn tán loạn khắp nơi thế nhưng lúc này bốn tờ phù chú khác có che giấu khóa phù đột nhiên bắn ra bốn tia sáng mạnh liệt nối tiếp với nhau tạo thành một kết giới hình kim tự tháp, nhốt toàn bộ thạch dực vào trong đó. Một chiêu này đầu tiên công kích đám thạch dực, sau đó cắt đường thoái lui của bọn chúng, hoàn mỹ không một vết xước. Mọi người đứng trong giỏ dù chưa mắt nhìn thạch dực lúc trước vốn còn chen chút thành một khối đá to thì nay lại điên cuồng tản ra muốn chạy trốn, thế nhưng phía trước là khóa phù, phía sau là âm bạo phù, Kết cục chỉ có một là đâm vào kết giới đến chết hoặc là chịu không nổi âm thanh công kích, nổ thành huyết hoa, thậm chí còn có thạch rực trở nên cuồng loạn, trực tiếp há miệng cắn đồng bạn kế bên, tàn sát nhau không còn một mảnh. Trong kết giới hình kim tự tháp là một mảnh thảm loạn, nhóm diệp tố từ con mồi thoát cái chuyển mình thành kẻ đi săn. Kết giới của khóa phù cũng không quá vững chắc. Diệp tố nhìn thạch rực không ngừng chết đi bên trong, nghiêm túc nói nếu chúng nó tiếp tục từng lớp từng lớp đâm ra thì hoàn toàn có thể đâm vỡ mã tổng thu quay đầu hoàng sợ nhìn nàng vấn đề ở đây là kết giới của khóa phù không vững chắc sao bất kỳ loại yêu thú nào thậm chí cho dù là tu sĩ bị nàng cho ăn một bộ như vậy còn không phải đều sẽ hoàng sợ đến ngốc hết sao còn đâu ra tâm trí để còn suy nghĩ đột phá vòng vây nữa chứ phù không đáng sợ đáng sợ là tất cả đều đã được diệp tố tính toán kỹ lưỡng Thạch Dực đầu tiên là bị số phù ảnh hưởng, đối với phù chú này sinh ra ác cảm, nhất định chúng sẽ xông lên xé nát hết các lá phù chú, và từ đây chúng sẽ chủ động đi lên con đường chết không có lối về. Ngay sau khi số phù bị xé, âm bạo phù sẽ phát huy công hiệu, công kích lỗ tai của Thạch Dực làm chúng mất đi năng lực tự hỏi, chỉ còn biết điên cuồng chạy trốn, khối đá, đoàn thể liền tan tác. Cuối cùng khóa phù xuất hiện kết giới được tung ra nhốt toàn bộ bọn chúng lại, một đám thạch rực chạy như điên trên con đường một chiều dẫn đến tử vong. Đây căn bản chính là liên hoàn bộ. Nếu dùng âm bạo phù ngay từ đầu cũng sẽ có thể tạo thành thương tổn nhưng nhất định sẽ không thể làm được sạch lẽ lưu loát như vậy. Giờ phút này trong kết giới của khóa phù, thạch rực đã chết mất 9 phần. Thì ra phù chú cũng có thể dùng thành một bộ. Chu Vân cảm thán trước giờ cũng chưa bao giờ thấy qua có phù tu nào làm như vậy. Đừng nói nàng là kiếm tu chưa bao giờ thấy qua, ngay cả hai vị bên cạnh là đệ tử thân truyền của một đại phái phù tông đứng đắn cũng chưa từng thấy thao tác như thế này. Phù tu bọn họ đúng là cũng có che giấu phù, nhưng chẳng qua chỉ là dùng một loại giấy phù chú không quá khác giấy bình thường sau đó dùng mực vô sắc họa ra phù chú mà thôi. Liên liên đứng bên cạnh bỗng nhiên hỏi Diệp Tố, có phải cô còn dùng chuyển phù nữa đúng không? Mấy lá phù được giấu ở phía dưới không kích phát trước thời gian, để làm như vậy nàng chỉ nghĩ tới được khả năng này. Đúng là mặt trái của số phù ta có vẽ thêm chuyển phù. Diệp tố hơi nhướng mày, không hổ là phù tu ngũ hành tông, nhanh như vậy đã nghĩ được thông suốt. Chuyển phù có thể làm số phù ở mặt ngoài trước tiên có hiệu quả, chờ sau khi số phù bị xé hư chuyển phù cũng sẽ vì thế mà mất đi hiệu lực, Cuối cùng âm bạo phù cùng khóa phù mới bắt đầu có tác dụng. Nhìn thì một lá phù nhưng thật ra là có hai lá phù, mà Diệp Tố lại vẽ ba loại phù chú lên đó. Diệp đạo hữu rất có nghiên cứu về phù đạo. Trình Hoài An cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Bất quá chỉ là làm bậy mà thôi, may mà hữu hiểu, hiểu. Diệp Tố khiêm tốn đáp. Nàng biết ưu thế của bản thân, nàng chưa hề chân chính học qua phù đạo toàn bộ đều là dựa vào chính mình sở soạn, cho nên chưa hình thành lối tư duy bình thường của phù tu. Mấy chiều ngày hôm nay thuần túy là nghĩ ra tại chỗ, hai mặt tường trong hắc ám giới có hơn mấy trăm phù chú hiếm lạ cổ quái, có chút phù chú hiệu quả quá mức linh tinh nên sau khi ra khỏi đó nàng vẫn luôn suy nghĩ phải kết hợp thế nào để có thể dùng được những phù chú dâu ria đó. Phương châm của Diệp Tố là không lãng phí bất luận tài nguyên nào, nếu đã là phù thì nhất định sẽ có chỗ có thể dùng tới. Ánh mắt của Liên Liên dừng trên tay Diệp Tố, đây là lần đầu tiên nàng thấy một loại phù tu như thế này, không ngờ lại đem phù chú dung nhập vào trong đòn công kích. Phù tu thường dùng nhất chính là phù chú cùng với phù trận, chiêu ở phía trước chỉ cần đơn phù là có thể có tác dụng, thế nhưng chiêu sau phức tạp hơn rất nhiều, cần nhiều phù chú hợp lại với nhau để hình thành trận pháp đây chính là sức mạnh thuần túy của phù tu phải tu luyện đại đạo mới có thể độ kiếp thành thần ngữ khí của liên liên mang theo ý trào phúng cô dùng loại thủ đoạn tiểu xảo này tương lai đại đạo sẽ khó thành diệp tố nghe vậy có chút kinh ngạc như thế nào gọi là tiểu xảo liên liên lạnh nhạt nói phù sư triệu dẫn linh khí thiên địa đạt đến sức mạnh của đại đạo truyền hóa vào phù tuyệt đối không phải là loại thủ đoạn mưu lợi như của cô dựa theo lời của liên đạo hữu vậy kiếm chiêu của kiếm tu cũng là thủ đoạn mưu lợi sao diệp tố rất khó hiểu hỏi lại tiền đề của tu đại đạo chính là trước tiên phải sống sót nếu cứ vậy buông xuôi chịu chết cô định tu quỷ đạo sao liên liên ta không nói với cô nữa hai người vốn cũng không quen thuộc diệp tố cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi nàng quay lại chuyên tâm nhìn một ít thạch rực còn sót lại trong kết giới của khóa phù không biết loại yêu thú này có bộ phận nào có thể dùng làm tài liệu luyện khí hay không. Một lát sau, liên liên nhịn không được lại hỏi, chiêu vừa rồi là ai dạy cô? Diệp tố. Cô nàng liên liên này trong lời nói rõ ràng lộ ra một ý hận đời không rõ từ đâu, thế nhưng qua lại vài câu sẽ lại cứng rắn phá vỡ cái nhìn của người khác về nàng. Dầm. Tầm mắt của mọi người trong giỏ vẫn đang nhìn về phía đám thạch dược thì bỗng nhiên trên đỉnh đầu giống như có cái gì đó đột kích, kết giới của phi kính giáp lung lay sắp vỡ. Tất cả mọi người an tĩnh lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên tầng dù trên đầu. Dầm, dầm dầm. Một tiếng, hai tiếng, tiếng động trên đỉnh đầu một lần rồi lại một lần vang lên, giỏ dù cũng lay động mỗi lúc một dữ hơn. Có thứ gì đó đang tấn công chúng ta ở mặt trên mã tổng thu nắm chặt kiếm suy đoán có thể nào là một nhóm thạch dực khác không không phải diệp tố ngửa đầu nhìn lên đỉnh lực độ va chạm của thạch dực khác với thứ ở mặt trên này giống với động tĩnh của yêu thú cỡ lớn tạo ra hơn diệp tố hè kết giới để ta đi ra ngoài từ trình ngọc nói được diệp tố mở ra một góc của kết giới phi kính giáp để hắn có thể đi ra từ trình ngọc rút kiếm bước ra khỏi giỏ dù, thả người phi lên trên, thoát cái biến mắt trong tầm mắt của mọi người. Từ trình ngọc nhìn yêu thú trên đỉnh tương lạc sơn, đồng tử không khỏi co rụt lại, là phi mã thú, thực lực tương đương tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Khó trách phù trận của trình hoài an không có tác dụng. Phi mã thú hình thể tựa như ngựa, toàn thân màu hồng nâu, trên người có một đôi cánh nhưng cả người lại che kín vải lầm chởm, tính tình bạo ngược giờ phút này nó đang vỗ cánh, đứng trên đỉnh dù điên cuồng dẫm đạp. Tay cầm kiếm của từ trình ngọc nhẹ nhàng xoay xoay, để khí đạp bộ trong không trung vài cái, phóng tới phi mã thú. Ta lại thêm vài phù chú. Trình Hoài An nghe âm thanh đánh nhau kịch liệt trên đỉnh dù, một bàn tay vịn lấy thành giỏ, nâng một bàn tay khác lên, trong hư không vẽ ra phù chú khi hắn đẩy phù chú đã vẽ xong lên trên đỉnh dù thì toàn bộ dù lượn liền ổn định lại không lay động nữa phía trên là thứ gì thế chu vân có chút sốt ruột thậm chí nàng muốn được ra ngoài hỗ trợ diệp tố ngăn nàng lại tình hình vẫn còn chưa rõ không thể tùy tiện đi ra ngoài nhưng mà một mình sư huynh chu vân đã nghe các trưởng lão nói qua về vực sâu vô tận nơi này cực kỳ nguy hiểm nghe nói trước kia có thiên tài thiếu niên kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng đã ngã xuống ở đây chờ một chút diệp tố thò tay vào trong túi càn khôn sờ sờ sau đó lấy ra một khối gương to đây là cái gì mã tòng thu nhìn mặt gương không biết để làm gì này theo bản năng hỏi diệp tố gương ta biết là gương mã tòng thu tò mò ý ta là đây là pháp bảo gì có thể chiếu yêu hay là chiếu tâm Diệp Tố lắc đầu, chiếu mặt. Mã Tổng Thu. Khối gương to tướng này là do Diệp Tố trước đó tự mình làm ra, bởi vì Tây Ngọc rất để ý đến dung nhan của mình, lại muốn có nhiều loại gương, nên đại sư tỷ vì tiết kiệm chút tiền đã luyện ra một khối gương to cho Tam sư muội. Nhiều năm qua Tam sư muội đã cắt xuống hơn phân nửa của khối gương này để làm thành nhiều loại gương mang theo bên mình. Đồ của Diệp Tố vốn dĩ cũng không nhiều nên đồ vật gì nàng cũng cất vào túi cản khôn. Khối gương to này cũng đã bị nàng thu vào túi năm, sáu năm rồi. Nàng cắt bốn mảnh gương nhỏ khỏi khối gương to sau đó Diệp Tố lại cầm đao chém bàn thành bốn thanh gỗ dài. Trong ánh mắt không rõ đầu cua tai nheo của mọi người, nàng cố định gương vào một đầu của thanh gỗ, còn đầu còn lại đưa cho ba người đang đứng ở ba góc. Lữ Cửu, Mã Tòng Thu và Liên Liên đợi một lát nữa ta hé kết giới ra, mọi người phải nhanh tay một chút nhé. Trong tay Diệp Tố cũng cầm một thanh gỗ có gắn gương ở một đầu, nàng nói, mọi người phải cắm thanh gỗ dài này ở bên ngoài giỏ dù sau đó cố định lại. Nói xong Diệp Tố lại phát cho mỗi người một lá phù, đây là băng phù, sau khi cắm xong dán lên là có thể cố định lại. Liên liên cúi đầu nhìn thanh gỗ thô giáp trong tay, muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng không biết vì sao vẫn nghe theo lời diệp tố cùng nhau làm chuyện này trong nháy mắt kết giới mở ra bốn người diệp tố nhanh chóng cắm thanh gỗ có gắn mặt gương vào bốn phía của giỏ dù sau đó đồng thời dán băng phù lên chỗ thanh gỗ liên tiếp với giỏ dù ngay lập tức đóng băng được rồi diệp tố lui về sau một bước một lần nữa đóng lại kết giới nàng dỗi tay chỉ vào bốn mặt gương nói với mọi người Hiện giờ mọi người có thể quan sát được toàn bộ mọi ngóc ngách của tình huống trên đỉnh dù. Mọi người nhìn chằm chằm mấy mặt gương keo kiệt. Tuy vậy nhưng khi mọi người nhìn vào mặt gương ở bốn phía vậy mà thật sự có thể nhìn thấy từ Trình Ngọc đang đối chiến với một đầu yêu thú. Hơn nữa còn là có thể xem được 360 độ không góc chết. Đây là bản lĩnh của luyện khí sư sao? Trong lòng của mọi người trong giỏ đều cảm thán không thôi. Đó là phi mã thú ứ Chu Vân nhìn cảnh tượng xuất hiện trong mặt gương không khỏi nhíu mày, loại yêu thú này rõ ràng đã biến mất nhiều năm, thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Tác giả có lời muốn nói. Đại sư tỷ như đang suy tư gì đó, có nên thêm một cái bánh lái để có thể điều khiển phương hướng của Tương Lạc Sơn không nhỉ? Chương 56. Tam phù trận. Phi mã thú tính tình vốn bạo ngược hiện tại bởi vì từ trình ngọc cản trở nên nó lập tức chuyển mục tiêu sang từ trình ngọc dùng sức vỗ cánh tạo ra lốc xoáy linh lực muốn đánh bay hắn từ trình ngọc lắc mình né tránh luồng linh lực của phi mã thú sượt qua mặt hắn đánh vào vách đá sau lưng ầm ầm tạc ra một cái động lớn hắn giơ hai ngón tay quẹt mạnh vết máu bên sườn mặt nơi đó vừa rồi bị một sợi lông từ cánh của phi mã thú cắt qua từ trình ngọc chuyển động tay phải chém xuống một kiếm, kiếm ý lạnh băng nghiêm nghị, bổ thẳng xuống một bên cánh của phi mã thú. Một người một thú ở trên đỉnh dù đánh đến trời đất tối sầm, nếu không nhờ phù chú của Trình Hoài An thì không biết rõ dù sẽ lắc lư đến độ nào. Ta thấy từ huynh hẳn là có thể đối phó được con yêu thú này. Diệp Tố vừa nhìn vào mặt gương vừa nói. Chúng ta nên nghĩ cách làm sao để đi ra ngoài. Trình Hoài An nói, phía dưới vẫn như cũ là vực sâu đen hun hút không thấy đáy chung quanh là vách tường đất đá cũng đen ngòm chỉ biết là bọn họ vẫn đang không ngừng rơi xuống ngửa đầu nhìn lên thì sẽ phát hiện mặt đất đang cách bọn họ ngày một xa cả quãng đường dài rơi xuống không nhìn thấy được có điểm gì khác nhau hay có bất kỳ manh mối gì tựa như bọn họ bị rơi vào một khe đất thật dài mà thôi đó là lữ cửu đột nhiên chỉ vào cách đó không xa hô lên một đám phi mã thú mọi người nhìn theo phương hướng mà nàng chỉ, tất cả đều há hốc mồm, một đàn phi mã thú đang từ đối diện sông đến bên này. Một con phi mã thú thì từ trình ngọc có thể đối phó, nhưng một đàn phi mã thú thì có thể trực tiếp đạp bọn họ thành thịt nát. Mã Tổng Thu la lên, lần này chúng ta xong đời thật rồi. Trình Hoài An đảo mắt một vòng xung quanh giỏ dù, kết giới che chắn không được bao lâu nữa. Không thể đi lên trên, đi xuống thì tốc độ lại không đủ, đám phi mã thú kia không bao lâu nữa sẽ đuổi kịp bọn họ. Chúng ta phải nhanh chóng rơi xuống. Diệp Tố nói, không có cách nào đi lên trên thì chỉ còn một đường là mạo hiểm đi xuống, nói không chừng sau khi chạm đáy lại có phát hiện ngoài ý muốn nào đó. Liên liên dựa vào thành giỏ, gương mặt Minh Diễm nhìn không rõ biểu tình, dùng thiên cân phù. Thiên cân phù có thể tạo ra trọng lượng của một tòa núi lớn, nếu dán trên người có tu sáu thấp thì thậm chí có thể áp chết người đó. Bất quá muốn vẽ loại phù chú này thì cảnh giới ít nhất cũng phải từ Nguyên Anh Trung Kỳ. Để ta vẽ, Trình Hoài An đi đến vị trí trung tâm của giỏ dù, quỳ một gối xuống đất, một bàn tay huy động linh khí xung quanh, bắt đầu vẽ thiên cân phù lên sàn giỏ dù. Diệp Tố đứng bên cạnh nhìn theo từng nét bút của hắn, bàn tay rũ bên người vô thức di động theo, vô thành vô tức quấn lấy linh khí. Những người khác không có phát hiện, chỉ có liên liên cảm nhận được có hai luồng linh khí đang dao động, một sâu một nông, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng tầm mắt của nàng dừng trên ngón tay đang đong đưa của Diệp Tố. Nàng nhíu mày, không cần dùng vật dẫn thế nhưng có thể dẫn khí. Người này không phải chỉ mới kim đan sơ kỳ sao? Tuy không thể phát họa ra được thiên cân phù hoàn chỉnh nhưng lại ẩn ẩn có thể thấy được phù hình trình hoài an quỳ một gối trên mặt đất khi hoàn thành một bút cuối cùng hắn đột nhiên cắt một đường trên ngón trỏ lấy máu phong phù một bút cuối cùng đó tựa hồ hao hết tâm lực của hắn trong nháy mặt sắc mặt liền tái nhợt phải chống một tay khác xuống đất mới không đến nỗi ngã xuống cùng lúc đó trên sàn giỏ tức khắc phát ra một đạo bạch quang toàn bộ giỏ dù điên cuồng rơi xuống ngay cả lực cản của dù lúc nãy cũng không ảnh hưởng được mảy may sư huynh mau vào giò. Chu Vân ngửa mặt lên hô với bên trên. Từ trình ngọc trên đỉnh dù cũng không ham chiến, hắn chém một kiếm đả thương phi mã thú, sau đó liền nhảy vào bên trong giò dù. Diệp Tố cũng vừa lúc đó mở ra kết giới để hắn tiến vào, tuy nhiên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, con phi mã thú bị đả thương nên phát cuồng, dẫm một chân lọt qua được kết giới, dẫm rách một lỗ lớn trên mặt dù cũng may tốc độ rơi xuống của giỏ dù quá nhanh, nhanh chóng rời xa nó, Diệp Tố lại một lần nữa căng ra kết giới, nàng ngửa đầu nhìn cái lỗ to tướng trên mặt dù, có chút đáng tiếc. Nàng vốn dĩ định nhân thời gian rơi xuống tốc hành này mà thu nó lại, về sau nếu cần thì có thể lấy ra dùng tiếp, không ngờ lại bị dẫm hư mất. Trình Đạo Hữu, từ Trình Ngọc vừa nhảy vào giỏ thì nhìn thấy Trình Hoài An đang nửa quỳ trên sàn, sắc mặt tái nhợt dị thường nên không khỏi hỏi nhiều một câu huynh không sao chứ do hắn vượt cấp vẽ phù nên phải dùng đến linh huyết của phù sư nghỉ ngơi một chút là được liên liên nâng trình hoài an dậy đút cho hắn một viên đan dược chữa thương bình đạm nói từ trình ngọc cũng bị thương trên vai hắn bị cắm không ít lông vũ sắc bén của phi mã thú chu vân bước qua giúp hắn gỡ lông xuống sau đó đắp lên thuốc trị ngoại thương chúng ta vẫn còn đang rơi xuống diệp tố nhìn bốn mặt gương phi mã thú không có đuổi theo có khi nào mỗi một đoạn sẽ có một loại yêu thú khác nhau lữ cửu suy đoán có lẽ là vậy diệp tố nhìn ra bên ngoài có thiên cân phù nên tốc độ rơi xuống của bọn họ trở nên cực nhanh ngay cả đất đá trên vách vực sâu cũng đều thấy không rõ rồi trình hoài an điều tức lại linh phủ bị thương nhìn mọi người nói vừa rồi khi phong phù Ta tựa hồ cảm giác được một cổ phù ý cực kỳ khổng lồ. Hắn vốn chính là thiên tài khó gặp của giới phù tu, hắn dùng linh huyết phong phù không những có thể hoàn thành được thiên cân phù mà trong nháy mắt đó hắn còn có thể mượn linh khí thiên địa hóa thành phù chú đạo ý. Nhưng mà Trình Hoài An cảm thấy linh khí mà hắn triệu hồi được lúc ấy không chỉ là linh khí của thiên địa mà còn có một luồng linh khí không rõ từ phía dưới. Liên liên nghe xong lời của Trình Hoài An thì cũng có suy đoán nơi này sở dĩ vô cùng vô tận sợ là chỉ có một nguyên nhân. Là vì sao? Mã Tòng thu hỏi. Nơi này là đường thông qua giữa các giới, chẳng qua do chúng ta không phát hiện được ra giới nào nên mới mới mãi lâm vào vực sâu vô cùng vô tận. Liên liên nói. Mã Tổng thu nhíu mày nghĩ nghĩ, nhưng... Vì sao đường đi qua lại giữa các giới lại có các loại yêu thú? Đại năng có thể lấp biển rời núi, chuyện này có gì khó đâu. Liên Liên hỏi lại, lời này quả thật cũng không sai, không cần nhắc đến những vị đã phi thăng thành thần vào giai đoạn trước thần vẫn kỳ, chỉ nói những đại năng của hiện tại thôi, ai mà không có sức mạnh ngập trời đâu chứ. Diệp Tố nghe hai người nói chuyện thì theo bản năng nhớ tới Hắc Ám Giới, đó cũng là một loại giới, nhưng cho đến hiện tại nàng chưa bao giờ cảm nhận được bất luận nguy hiểm gì từ đó, nơi đó giống như là được tạo ra chuyên dùng để học tập vậy nếu chúng ta không tìm ra cách tiến vào giới thì chẳng phải sẽ cả đời ở chỗ này không ngừng rơi xuống sao? Mã Tổng Thu nhìn chung quanh, cần phải tìm như thế nào? Trình Hoài An đứng dậy, vừa rồi vượt cấp vẽ phù ta đã cảm nhận được gì đó nên ta có thể lại thử thêm vài lần, cho đến khi hoàn toàn nắm được cổ phù ý đó, có lẽ chúng ta sẽ có thể thoát ra ngoài. Huynh sẽ bị thương, từ Trình Ngọc nói. Trình Hoài An nhấc tay hất đuôi tóc ra sau lưng, sau đó lại nửa quỳ xuống sàn giỏ nói, bị thương so với bị kẹt ở đây mãi mãi vẫn tốt hơn nhiều. Hắn vẽ một loại chi phù. Một đạo, hai đạo, mỗi một đạo phù đều cực kỳ hao tổn tâm thần của phù sư. Cả người trình hoài an như vừa được vớt ra từ nước lạnh, toàn thân ướt đẫm, mặc dù hắn run đến lợi hại nhưng tay vẽ phù vẫn vững như bản thạch, lại còn có thể chuyển động linh hoạt. Đạo sinh đạo, nối phù ý, phong ngón trỏ của hắn lúc này đã nhảy nhụa vết máu. Sau khi kết thúc nét bút phong phù cuối cùng, hắn dùng bàn tay hung hăn đè đạo phù lên sàn giỏ. Tìm thấy rồi, Trình Hoài An cắn ngăn đè lại một búng máu đang trực trào trong cổ họng, gần từng tiếng với liên liên bên cạnh, sư tỷ dẫn ra đi. Trong lúc mọi người vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì liên liên đã nhanh chóng tiến đến một tay đỡ lấy bả vai của Trình Hoài An, một tay khác lấy ra một cây bút ngọc nạm vàng, bắt đầu vẽ phù trong không trung. Nàng chỉ mới là Kim Đan hậu kỳ, khi vẽ phù vẫn phải cần có vật dẫn, bút này chính là vật dẫn, bên trong có sẵn kim sa. Dù vậy liên liên vẽ cũng mười phần gian nan, tay run đến lợi hại, bất quá chỉ là vẽ một lá phù vậy mà sắc mặt của nàng kém đến nỗi không thua gì Trình Hoài An đang nửa quỳ trên sàn. Những người khác đứng trong giỏ thấy thế tuy rằng gấp gáp muốn giúp đỡ nhưng lại không biết phải giúp làm sao liên liên chỉ có thể miễn cưỡng vẽ được một đạo phù không có cách nào tiếp tục vẽ gương mặt vốn dĩ minh diễm nay lại trở nên trắng bệch nàng đột nhiên quay đầu nhìn diệp tố cô vẽ đi vẽ cái gì diệp tố nhìn cây bút được đưa tới trước mặt mình không khỏi sửng sốt liên liên nhìn chằm chằm nàng ta biết cô đã nhớ kỹ phù chú đồ vừa rồi ta vẽ cô vẽ lại nó đi và thế là không trâu bắt chó đi cày Diệp Tố chỉ đành phải cầm lấy cây bút ngọc nạm vàng. "Cô vẽ đi." Liên Liên lùi ra sau một bước nói. Hiện tại là thời khắc mấu chốt nên Diệp Tố cũng không hỏi nhiều, nàng dựa theo họa pháp vừa rồi của Liên Liên, dẫn khí nhập bút, kết cấu phù đạo thiên địa, biến hư thành thật, múa bút trong không trung, phù văn kim sắc từng chút, từng chút xuất hiện. Đây là lần đầu tiên nàng thông qua bút trong tay chân chính cảm nhận được cái gì gọi là phù ý bút mà nàng dùng lúc trước chỉ là bút bình thường không giống với cây bút thanh ngọc nạm vàng mà nàng đang cầm trong tay lại vẽ tiếp cái này liên liên lấy một quyển phù thư ra khỏi túi càn khôn lật đến một tờ đưa tới trước mặt diệp tố diệp tố như thế này có qua loa quá không nào có ai lại học phù tại chỗ thế này chu vân cũng bắt đầu cảm thấy không tốt lắm lỡ như không vẽ nàng còn chưa nói dứt lời đã thấy diệp tố bắt đầu đề bút thật đúng là có thể vẽ ra tới thật biến thái mà ba vị kiếm tu đệ tử của ngô kiếm phái cũng coi như thường xuyên giao tiếp với phù tu nào đã từng gặp qua người nào có thể dũng mãnh vẽ phù như diệp tố thế chứ mấy phù tu đó không phải ai cũng luôn miệng nói muốn học một phù chú mới phải học thật lâu thật lâu mới có thể vẽ được sao liên liên thấy diệp tố vẽ xong Cầm Phù thư lại lật vài tờ nữa, cuối cùng dừng lại, còn có cái này, Tam phù trận, cô vẽ hết toàn bộ đi. Diệp Tố nhìn lướt qua Tam phù trận, phù trận không giống với phù chú, bên ngoài hình tròn bao lấy các phù văn bên trong, bên trong chia thành ba khối, mỗi khối là một bản phù chú thu nhỏ. Nàng chăm chú nhìn không đến 15 phút liền rời tầm mắt, nhắm mắt định thần, cuối cùng mở mắt, để bút vẽ phù Tam phù trận là phù chú trận mà kim đan hậu kỳ mới có thể vẽ được, ngay cả trung kỳ cũng phải dùng linh huyết mới có thể vượt cấp để vẽ. Diệp tố bất quá chỉ mới vừa tiến dai đến kim đan sơ kỳ vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy nhớ được tam phù trận, thậm chí còn bắt đầu vẽ. Bất quá giờ phút này liên liên cũng không kịp nghĩ nhiều, nàng nhìn chằm chằm bút trong tay Diệp tố, nhìn phù văn mà Diệp tố vẽ ra, lo lắng giữa chừng xuất hiện sai lầm. Phù tu nếu vẽ phù văn xuất hiện sai lầm nhẹ thì hủy phù, nặng thì bị thương thân mình. Cũng may mỗi bút của Diệp Tố đều cực ổn định, không có xuất hiện bất kỳ lỗi sai nào. Dù sao một tay vẽ phù này cũng đã được rèn luyện trong hắc ám giới, mấy trăm loại phù chú, mỗi loại đều có phù văn bất đồng, thậm chí phong cách cũng khác biệt, Diệp Tố không biết đã tốn biết bao nhiêu thời gian để luyện vẽ từng loại phù chú được thuần thục. Tùy mặt ngoài nàng chưa tiếp xúc với phù chú được bao lâu nhưng trong hắc ám giới, thời gian nàng vẽ phù đã không đếm được. Luyện nhiều sẽ quen tay. Học một loại phù chú mới đối với Diệp Tố mà nói thật sự là chuyện như ăn cơm bữa. Tam phù trận trung quy vẫn là phù trận yêu cầu phù tu kim đan hậu kỳ mới có thể vẽ được, nên khi đến nét bút cuối cùng Diệp Tố thập phần gian nan mới có thể di chuyển được cây bút thanh ngọc nạm vàng. Nàng muốn học theo trình Hoài An dùng linh huyết nhưng lại không biết phải điều động như thế nào. Cố Tình ngay lúc này thức hải của nàng lại vô cớ sôi trào, khiến cho linh phủ trở thành một mảnh hỗn loạn. Diệp Tố không ngừng điều tức muốn ổn định lại thức hải trong linh phủ. Sao lại thế này? Liên Liên thấy bút pháp của nàng chậm lại, trong mắt hiện lên vẻ nôn nóng, đứng bên cạnh Diệp Tố thì thầm, "Thiên đạo chính hình, phù ý tùy tâm, khí tịnh thần linh, hóa" Diệp Tố vô thức niệm theo liên liên một lần, thức hải trong linh phủ dần dần bình tĩnh xuống, bút trong tay lại một lần nữa chuyển động, rốt cuộc có thể đến bước phong phù trận. Liên liên thấy thế liền nói, khu huyết đề cảnh, tụ đạo thành phù, thành. Diệp Tố như cũ nói theo nàng, tích linh huyết ra từ đầu ngón tay, phong phù kết trận. Ngay sau đó trong giỏ dù liền hiện lên quang mang đại thịnh, chiếu sáng rực rỡ đến nỗi mọi người đều không mở được mắt giỏ dù đong đưa dữ rồi. Diệp tố hôi tay muốn bắt lấy cái gì đó để giữ cho bản thân không bị ngã thì đột nhiên cảm nhận được cổ tay được một bàn tay hơi lạnh nắm lấy. chương 57 Bão cát Giỏ dù lay động dữ rồi, xung quanh ánh sáng trắng xóa, không thấy rõ được bất cứ thứ gì. Trong nháy mắt cổ tay bị nắm lấy Diệp tố liền biết người đó là tiểu sư đệ, tay của hắn trước nay đều luôn hơi lạnh. Chờ sau khi ánh sáng tan đi, mọi người rốt cuộc có thể thấy rõ được chung quanh. Diệp Tố rũ mắt nhìn bàn tay thon dài đang nắm tay nàng. Vụ sát hoa mang trên cổ tay hắn xác thật rất đẹp mắt. Hắc bạch hai thái cực đan chéo, gần xanh nhạt trên mấu bàn tay giống như là kéo dài ra từ vòng tay. Không hề có cảm giác đột ngột mà ngược lại xinh đẹp đến cực điểm, mang đến một cảm giác cấm dục không nói nên lời. Diệp Tố duỗi tay gõ gõ lên thân rắn của vụ sát hoa, ý bảo du phục thời có thể buông tay rồi. Kết quả tiểu sư đệ quả thật nhanh chóng buông tay thế nhưng sau đó lại lao lao đi chỗ mà nàng vừa gõ, vẻ mặt không vui liếc nàng một cái. Diệp tố, vụ sát hoa hình như vẫn là của nàng mà. Phía dưới đó chính là giới sao. Lữ cửu nhìn xuống bên dưới giỏ dù hỏi. Mọi người nghe vậy cũng đồng loạt nhìn xuống, phía dưới không còn là đáy vực sâu đen thăm thẳm nữa mà là một mảnh đất trời hoang vắng bụi bặm sương mù mênh mông. Liên liên đỡ Trình Hoài An lên, liên tục đút cho hắn mấy viên đan dược, linh phủ của hắn bị chấn động nghiêm trọng, lại ép mình vẽ phù vượt cấp trong thời gian dài nên linh lực tiêu hao quá lớn. Vực sâu vô tận quả thật là thông đạo giữa các giới, lúc trước chúng ta không có kích phát kỳ ngộ nên cứ mãi rơi xuống mà không nhìn thấy được đáy. Trình Hoài An vừa nâng tay lau đi vết máu bên miệng vừa nói. Liên liên ném bình đan dược cho Diệp Tố, viên cuối cùng còn lại cho cô đấy. Trình Hoài An nhíu mày, nhìn về phía Diệp Tố mới phát hiện sắc mặt của nàng cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Vừa rồi hắn quỳ một gối xuống sàn giỏ, cúi đầu khống chế phủ trận, hơn nữa liên liên cũng thêm vào một tay bổ sung thêm linh lực. Trình Hoài An vẫn luôn cho rằng người vẽ phù là liên liên, còn cảm thấy lần này cũng xem như trong họa được phúc, sư tỷ đã có thể thoát khỏi tâm ma, tại thời khắc mấu chốt có thể vẽ ra được phù chú sư tỷ dẫn giới phù cùng tam trận phù là ta cho nàng ấy xem phù thư bảo nàng ấy vẽ liên liên trả lời bộ dáng không mấy để tâm trình hoài an trầm mặc một lúc lại nói đây là mật pháp của ngũ hành tông liên liên ngẩng đầu nhìn hắn mật pháp thì lại làm sao chứ không làm sao cả Trình Hoài An biết sư tỷ cực kỳ không thích lối suy nghĩ cái gì tốt cũng chỉ giữ khư khư cho bản thân của tông chủ, nên ngay lập tức bẻ lái hỏi sang Diệp Tố, cô chỉ nhìn một lần là có thể vẽ được sao? Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, thậm chí là bản thân hắn khi ở Kim Đan Kỳ muốn vẽ một lá phù cũng cần phải nghiên cứu mấy ngày mới có thể vẽ ra được. Vận khí tốt mà thôi, Diệp Tố khiêm tốn nói, nàng mở bình đan được, Đổ viên đan dược bên trong ra lòng bàn tay, đan dược này có màu xanh lá, còn tản ra một mùi vị thanh khiết nhàn nhạt. Dẫn giới phù và tam trận phù không phải chỉ cần có vận khí tốt là có thể vẽ ra được. Trình Hoài An nhìn chằm chằm nàng nói, nếu lúc đầu hắn chỉ là cảm thấy Diệp Tố rất có sáng tạo trong việc vận dụng phù chú thì nay hắn đã rõ ràng cảm nhận được áp lực mà Diệp Tố mang lại. Không một phù tu nào có thể làm được đến mức này ít nhất không phải là phù tu nửa mùa như nàng thế này diệp tố bỏ viên đan dược vào miệng nhai nhai rồi nốt xuống trong linh phủ nháy mắt liền dâng lên một luồng khí lành lạnh xoa dịu những đau đớn do căng mình vẽ phù gây ra nàng nhìn xuống phía dưới nói chúng ta sắp đáp xuống rồi vừa dứt lời thì giỏ dù cũng nện thật mạnh xuống hoang thổ bên dưới hơn nữa do tác dụng của thiên cân phù nên giỏ dù đâm sâu xuống đất tạo thành một cái hồ lớn đất đá rơi xuống đầy đầu mọi người trong giỏ. Khi những người khác còn đang loay hoay tìm vật che chắn thì khi vừa rơi xuống Diệp Tố đã ngay lập tức kéo du phục thời qua, khởi động linh lực tạo thành một cái chuông bao trùm lấy hai người, ngăn đất đá từ trên rơi xuống. Rốt cuộc bọn họ đã có thể đáp xuống, mọi người nhìn nhau. Chu Vân nắm kiếm, nhảy vài bước leo lên trên miệng hố, ta đi lên nhìn xem thử. Ta cũng đi, Lữ cửu cũng leo lên theo. Không bao lâu sau hai người ở phía trên gọi mọi người trong hố đi lên. Diệp tố chờ bọn họ đều đã lên hết mới bắt đầu thu toàn bộ đồ dùng vào trong túi cản khôn. Sau đó mới nắm lấy tay của du phục thời đang đứng bất động kế bên cùng nhau leo ra khỏi hố. Cảnh giới của tiểu sư đệ tăng lên cũng như làm cảnh vậy, chẳng có một cọng lông tác dụng nào. Mọi người leo lên khỏi hố, đập vào trước mắt là một mảnh hoang thổ rộng lớn xám xịt. Đoàn người không khỏi trầm mặc vì nơi này thậm chí linh khí cũng cực kỳ loãng. Bất quá đối với Diệp Tố mà nói tình cảnh thế này nàng đã quá quen thuộc vì ở đây cũng không khác gì thiên cơ môn với linh mạch đã cạn kiệt từ lâu. Thoạt nhìn nơi này mới giống như là hoang thành bí cảnh chân chính. Mã Tòng thu dạo qua một vòng, không phát hiện được bất cứ thứ gì, chỉ có một mảnh đất bằng phẳng, rộng lớn bát ngát. Từ Trình Ngọc cầm kiếm đứng tại chỗ phóng xuất ra thần thức, nhanh chóng bao trùm lên phía đằng xa, xem xét hoàn cảnh. Một lúc lâu sau, Từ Trình Ngọc mới thu hồi thần thức, phía trước hình như có thứ gì đó. "Sư huynh, có cái gì?" Chu Vân hỏi. Từ Trình Ngọc lắc đầu, "Ta cũng không rõ, chỉ biết thần thức bị cái gì đó chặn lại." Nơi này xung quanh chỉ toàn là đất hoang. Nếu muốn rời khỏi thì chỉ còn cách đi về hướng đó tìm lối ra. Chúng ta đi, Từ Trình Ngọc dẫn mọi người đi về hướng mà thần thức của hắn bị chặn lại lúc nãy. Diệp Tố đi ở sau hắn, thuận tay lấy ra một lọ tích cốc đan từ trong túi cản khôn đưa cho tiểu sư đệ bên cạnh, có đói bụng không? Du Phục thời yên lặng giơ tay ra nhận lấy, có đôi khi phàm nhân này rất là hiểu chuyện, mặc dù vị của thứ này dở tệ. Bút của ta dùng tốt không? Liên liên đang đi ở phía sau bỗng nhiên bước nhanh hơn đi song song với nàng hỏi. Diệp tố kinh ngạc nhìn nàng, dùng tốt. Liên liên suy một tiếng, bút thanh ngọc nạm vàng mới gọi là bút, còn cây bút của cô thì khác gì một nhánh cây đâu chứ. Ừ, hàng rẻ tiền mà. Diệp tố trực tiếp thừa nhận, cây bút của nàng là nàng mua với giá 5.000 hạ phẩm linh thạch 10 cây, đã gãy 7 cây rồi, cây thứ 8 này cũng không biết trụ được bao lâu một đống lời đã chuẩn bị trước của liên liên liền không có chỗ dụng võ nàng lấy ra cây bút thanh ngọc nạm vàng ném cho diệp tố ghét bỏ nói ta sẽ không dùng lại bút mà người khác đã dùng qua cây bút này cô đã dùng rồi nên là cho cô đó trình hoài an đi ở phía sau nghe vậy thì sừng sốt dương mắt nhìn liên liên cây bút thanh ngọc nạm vàng đó không phải là vật tầm thường 5 năm, năm trước liên liên đoạt danh hiệu đứng đầu ở đại hội phù sư mới lấy được phần thưởng chính là cây bút đó hai năm trước và sau thời điểm đó chính là lúc liên liên tỏa sáng nhất. Thậm chí nàng đã từng một lần đối kháng thắng trình hoài an. Thế nhưng nàng tựa như phù dung sớm nở tối tàn, ngay sau đó liền ngã xuống. Thế nên về sau mọi người đều cho rằng lần đại hội phù sư đó có nội tình. Liên liên lúc đó bất quả chỉ mới 12, 13 tuổi, ở đâu ra có bản lĩnh vượt qua được phù sư đã thành niên. Sư tỷ Trình Hoài An lên tiếng muốn ngăn cản nhưng lại bị liên liên quay đầu chừng mắt một cái. Diệp Tố nhìn cây bút thanh ngọc nạm vàng trong tay, hỏi, vậy cô dùng cái gì? Liên liên lấy ra một cây bút khác từ túi cản khôn, bút vẽ phù ta có rất nhiều. Diệp Tố là luyện khí sư nên cực kỳ nhạy bén với pháp khí, mặc dù là loại pháp khí dùng làm vật dẫn nàng chưa từng tiếp xúc qua như thế này. Cây bút thanh ngọc nạm vàng này, ngọc chất thuần nhuận, xúc cảm ấm áp, hẳn là được tạo ra từ một khối noãn ngọc thượng hạng. Cán bút cũng không phải được ghép vào mà cả một cây bút đều được khắc ra từ một khối ngọc. Trên cán bút nạm vàng có khắc một phù văn rất phức tạp. Diệp Tố có thể xác định cây bút liên liên vừa lấy ra không so được với cây bút thanh ngọc nạm vàng trong tay nàng đây. Cô có phải xem thường ta hay không? Đuôi mày minh diễm của liên liên dựng lên, sắc mặt tức giận, cảm thấy bút của ta không xứng với cô à. Diệp Tố. Hôm nay cô đã chạm vào bút của ta, cô nhất định phải mang nó đi. Diệp Tố. Vậy phải trả bao nhiêu tiền? Liên liên nghẹn một hơi trong họng, bị mấy lời của Diệp Tố làm cho tức muốn xỉ khói. Chẳng lẽ cô ấy cho rằng nàng đang ép mua ép bán hay sao? Diệp Đạo Hữu nếu không chê xin cứ nhận cây bút này đi. Trình Hoài An tiến lên nói, để ở chỗ sư tỷ cũng vô dụng mà thôi. Diệp Tố, nàng ấy nhất quyết phải cho thì cô cứ thu đi. Chu Vân quay đầu lại, dù sao tông chủ ngũ hành tông cũng có rất nhiều thứ tốt, liên liên nàng ta cái gì cũng không thiếu đâu. Liên liên nhìn Chu Vân suy một tiếng, xen vào việc người khác. Cuối cùng Diệp Tố cũng bỏ cây bút thanh ngọc nạm vàng vào túi cản khôn, cũng không nói bản thân nhận lấy, chỉ nói cứ trước đặt tạm ở chỗ nàng. Chờ những người khác lại đi về phía trước, Trình Hoài An quay đầu nhìn Liên Liên, sư tỷ. Liên Liên nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, không được tự nhiên nói, nhìn cái gì, ta chỉ là không cần cây bút kia nữa, chứ không phải là không dùng bút nữa. Trình Hoài An cười cười, nếu sư tỷ không chê có thể dùng bút của đệ. Không cần, Liên Liên cự tuyệt, dùng không thuận tay. Nơi này linh khí quá loãng nếu ngự kiếm sẽ phải hao phí rất nhiều linh lực nên mọi người dứt khoát đi bộ đoàn người đi một hồi lâu nhưng trước sau vẫn là một mảnh hoang thổ rộng lớn trời tối thật mau mã tỏng thu nhìn bầu trời xung quanh đột nhiên tối đen sư huynh chúng ta khi nào mới có thể đến từ trình ngọc trời không có tối mã tỏng thu hả một tiếng ngửa đầu nhìn bầu trời đã tối sầm này không phải trời tối sao Chu Vân lắc đầu, trời đột nhiên tối xuống, sư huynh, mới vừa rồi trời vẫn còn sáng. Hình như là bão cát đen. Lữ cửu nhìn một mảnh đen nghịt sau lưng nói, trước kia ta cũng từng một lần gặp qua bầu trời tự nhiên tối sầm lại, chỉ là không có lan nhanh như ở đây. Tình huống của lần đó như thế nào? Từ Trình Ngọc hỏi. Đội ngũ tử thương hết tám chín phần. Diệp Tố nắm lấy tay tiểu sư đệ, nhanh chóng chạy về phía trước, vừa chạy vừa hét lên với mọi người, chúng ta phải chạy mau. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn hai người lúc này đã chạy xa chỉ còn thấy bóng lưng, tức khắc cũng cất bước đuổi theo. Lúc này bóng tối hắc ám sau lưng cũng đang lan ra với tốc độ chóng mặt, như muốn cắn nốt hết thảy mọi thứ mà nó quét qua. Mã Tổng Thu vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, vừa nhìn liền bị dọa nhảy dựng, mười mấy luồng bão cát điên cuồng cắn xé hết thảy, gào thét sông về phía bọn họ đúng thật là bão cát. Không riêng ở phía sau mà hai bên trái phải cũng có vài luồng bão cát dựng lên nhắm về phía bọn họ. Tình huống lúc này cho dù có phí linh lực ngự kiếm cũng sẽ không thể thoát được, tất cả đều sẽ bị bão cát nuốt tròn. Phía trước hình như có một sườn núi cao. Diệp Tố chạy ở đằng trước hô lên. Nàng nhìn xuyên qua lớp cát đang nhảy múa đầy trời, Nhìn thấy nơi xa loáng thoáng có một bóng dáng phập phồng nên lập tức quay đầu hô với mọi người ở phía sau. Đoàn người vội vàng chạy thục mạng, Diệp Tố đến được sườn núi đầu tiên, lập tức lôi Du Phục Thời nép vào trong sườn núi. Nàng ấn Du Phục Thời ngồi xuống, đệ ngồi yên ở đây, không được chạy loạn. Diệp Tố đứng dậy đi ra ngoài sườn núi, triệu hồi linh hỏa ra lòng bàn tay ngọn lửa màu đỏ lay lắc giữa bão cát đen ngòm nhưng cũng đủ để nhóm từ Trình Ngọc phát hiện. Nơi này, từ Trình Ngọc một tay sách theo mã tổng thu, một tay sách theo lữ cửu ném hai người vào phía sau sườn núi. Diệp Tố nghiêng người tránh ra một bên đồng thời vươn tay nắm lấy Chu Vân đang nghiêng ngã ở phía sau, đi vào. Chờ sau khi Chu Vân cũng tiến vào được trong sườn núi, nàng tiếp tục dùng linh hòa để dẫn đường, trình đạo hữu, liên đạo hữu, bão cát đen kịch càn quét khắp nơi, trước mắt một mảnh tối đen, cát bụi đập thẳng vào mặt, căn bản không thể mở nổi mắt. Diệp Tố, mau vào đây. Ngay khi nàng định đi xa hơn một chút tìm dấu hiệu của Trình Hoài An cùng Liên Liên thì từ Trình Ngọc một tay kéo Diệp Tố vào sau sườn núi một tay khởi động kết giới. Không chỉ một mình hắn mà tất cả mọi người đang nằm sấp phía sau sườn núi đều khởi động kết giới, tụ lại thành một cái đại kết giới, bao phủ lấy tất cả bọn họ gió cát cuồng bạo thổi qua đánh vào trên kết giới, kinh tâm động phách, ai nấy đều có thể cảm nhận được kết giới lung lay sắp đổ. Rõ ràng sườn núi đã giúp chắn đi một nửa uy lực thế mà vẫn khủng bố như vậy. Trong lòng của mọi người trong kết giới đều rất nặng nề, Trình Hoài An và Liên Liên không có chạy vào đây, vẫn còn ở bên ngoài. Diệp Tố bị bàn tay của Từ Trình Ngọc dùng sức ép nằm sấp xuống đất, nàng gian nan quay đầu thế nhưng lại không nhìn thấy tiểu sư đệ vốn cũng nên ở trong sườn núi nàng bình tĩnh nhìn quanh một vòng nữa vẫn như cũ không nhìn thấy người du phục thời không ai trả lời từ huynh khi mọi người tiến vào có thấy tiểu sư đệ của ta hay không diệp tố quay đầu hỏi từ trình ngọc nhíu mày lúc đó không thấy hắn ở đây lòng diệp tố liền căng thẳng không có khả năng rõ ràng chính tay nàng đã ấn hắn vào đây mà